Máy Xây Dựng Nhân Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì em dọn kho có một số hàng em thanh lý cho cô bác anh chị mình. Ấy bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay vào số hotline em có ghim phía trên màn hình các bác nhé. Thì đầu like thì em có một cái lưỡi cắt gạch đây các bác này. Lưỡi cắt gạch này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Lưỡi này thì mất vỏ hộp rồi. Đấy, cái này thì em thanh lý với giá là 10.000 này. Đấy, em lấy tương tác thôi. Đấy, còn đây là đèn đuổi đầu. Đấy, bình thường thì em bán với giá là 125.000 thì ngày hôm nay mất vỏ hộp rồi thì em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 70.000 các bác nhá. 70.000 này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay này. Rồi qua tiếp này, một thân khoan pin này, cái này đây các bác nhá. Cái này thì các bác về sửa chữa lại cho em nhá, thanh lý với giá là 100.000 các bác nhá. Đèn pin này. Đấy, đèn pin thì cái này thì các bác về sạc vào và các bác xài thôi. Đấy, cái này thì cũng là hàng bị mất vỏ hộp thì thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 50.000. Rồi chuyển qua đây này, đây là một cái thân máy bu lông. Hàng này vẫn còn đang sử dụng được các bác nhé. Đấy thì thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 200.000 các bác nhé. 200.000 này, mà bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này, một viên pin, cái này bị vỡ vỏ các bác nhé. Đấy, cái này thì cũng không có xài được nữa thì các bác về có thể lấy xeo lấy mạch các bác này. Đấy thì thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 20.000 các bác nhá. Đấy, còn chuyển tiếp qua bên này cho em một cái khuôn pin, cái này thì mới tinh luôn các bác nhá. Chưa qua sử dụng thì thân này, cái pin này thì nó bị chết pin rồi thì các bác về tự đổ lại cho em. Đấy thì hàng này hàng chính hãng thì một thân với một pin hỏng này thì em thanh lý với giá là 250.000 các bác nhá. 250.000 hàng chính hãng các bác này, 10 ly các bác nhá. Cái này thì chưa qua sử dụng nên là các bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đây, đây là kìm bấm xe các bác nhá. Kìm bấm xe này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 120.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, búa cao su nhá các bác. Bác nào mà đang còn lát nền hoặc là các bác có thể mua cho em búa cao su này. Đấy, ok chưa? Búa cao su này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 30.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua này, đây là mũi đục các bác nha. Đây, mũi đục các bác nha. Đấy, ok chưa? Mũi đục này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 một bộ. Và một bộ như thế này là sẽ có gồm 6 cái các bác nha. Gồm 6 cái này. Đấy, giá chỉ có là 80.000 thôi. Giá là siêu rẻ luôn rồi đấy. Đấy, dẹt này, tròn này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. 80.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này, bộ mũi khoan gỗ các bác nhá. Đấy, đầu này đầu tròn các bác nhá. Xài mũi khoan kẹp ấy. Đấy thì 2 4 6 8 mũi thì một cái bộ mũi khoan gỗ này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 50.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Và đây là một bộ mũi khoan đa năng này. Đây. Đây là cái bộ mũi khoan đa năng thì phía trong này là sẽ có là 2 4 5 mũi. Đây, 2 5 mũi. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, kèm các đầu vít này, các đầu tiếp này. Rồi, đầu bắn tôn này, đầu bắn vít này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 130.000 một bộ thôi các bác nhá. Bộ mũi khoan đa năng này. Kèm theo vít này, giá chỉ có là 130.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nữa này. Đây. Đây là đánh bóng ô tô này. Đây, đánh bóng ô tô các bác nhá. Còn đây là mổ lết này. Đây, vừa mỏ lết này, vừa đây. Mỏ lết răng này, vừa là mỏ lết vừa là mỏ lết răng. Cái này thì mình có thể đổi chiều được các bác nhé. Đây. Đấy, chức năng của nó rất nhiều luôn. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 thôi các bác nhá. Đây. Các bác đổi chiều cái này lại này. Đây. Cái này thì một tay thì em không có trở được nhưng mà cái này thì các bác đổi chiều nó lại này. Đấy, các bác làm mỏ lết cho em này. Này. Là mỏ lết cho em nhé. Còn nếu như còn các bác làm mỏ lết răng thì các bác trở lại như thế này. Đấy, quá ok luôn các bác nhé. Đấy, vặn vào thôi. Rồi, còn một trường hợp nữa, nếu như các bác nào mà muốn làm dao thì ở đây có kèm theo một cái dao này các bác này. Đây, có giới thiệu chức năng của nó luôn các bác nhé. Các bác có thể trở này. Này, một chức năng, hai chức năng này, ba chức năng này. Đấy, bốn chức năng mình có thể làm dao được luôn các bác nhé. Mình có thể lắp dao ở phía hai đầu này. Lắp dao hai đầu này các bác nhé. Đấy, quá ok luôn cô bác anh chị mình. Đây có một cái dao này. Đấy, các bác có thể lắp dao ở hai bên này hoặc là phía trên này. Đây có hướng dẫn đây các bác nhé. Đấy, lắp dao này. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay này. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Đây, đây là cái bộ mũi
mùi khoét. Đấy, bộ mùi khoét cổ các bác nhá. Bộ mùi khoét cổ này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 một bộ thôi các bác nhá. Đấy, bộ mùi khoét cổ này giá là 100.000 này. Chốt bộ nào thì các bác liên hệ ngay cho em này. Mỏ hàn chì đây cô bác anh chị mình. Mỏ hàn chì thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 một cái mỏ hàn chì thôi các bác nhá. Còn nếu như các bác nào mà lấy nhựa thông này, nhựa thông này thì cũng là 6.000 này. Đây, nhựa thông là 6.000. Còn chì hàn nữa các bác nhá. Bác nào mà nhu cầu chì hàn thì giá cũng là 40.000 một cuộn chì hàn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua bên này cho cô bác anh chị mình nhá, thang inox các bác nhá. Hãng Natech. Đấy, hàng này hàng của Nhật cô bác anh chị mình. Thang cao 3m2 hàng inox các bác này. Cái này thì chịu tải lên tới là 150kg cô bác anh chị mình nhá. Có khóa ở các chốt luôn. Đấy, các bác nào bật khóa nào thì các bác cũng có chốt luôn các bác này. Đấy, ok chưa? Cao 3m2 này. Đấy, giá chỉ có là 1.250.000 thôi cô bác anh chị mình. Dây hàn này, dây hàn kìm hàn kẹp mát các bác nhé. Dây của nó là dài tận 1,5m này, có kìm hàn dây hàn đầy đủ như thế này. Thì bên em đang thanh lý với giá là 150.000 thôi, 140.000 thôi các bác nhé, 140.000 này. Đấy. Rồi qua bên này cho em này. Đây. Qua bên này cho em nhá. Đấy, đây là cái bộ kìm mở phe các bác nhá. Có phe hai phe thẳng và hai phe cong. Cái này thì có phe ra và phe vào. Đấy, thì một bộ như thế này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 155.000 thôi các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này, rìu này, đây. Rìu này thì bên em đang thanh lý, rìu này rìu LS của Mỹ các bác nhá. Rìu LS của Mỹ, cái này thì bên em đang thanh lý với giá là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, rìu LS này, đấy thanh lý 150.000 thôi các bác này. Lưỡi cưa kiếm này, đây, lưỡi cưa kiếm một bộ như thế này là 10 lưỡi, trong đó là có vừa là cưa gỗ, cưa sắt đầy đủ hết này, cưa gạch được các bác này. Đấy, thì một bộ lưỡi cưa kiếm này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 một bộ thôi. Còn đây là chuyển qua là cái bộ cưa lòng này. Đây, bộ lưỡi cưa lòng các bác nhá. Bác nào đang xài máy cưa lòng thì các bác có thể mua cái bộ lưỡi cưa lòng này xem. Giá chỉ có là 75.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nữa này. Đây, đây là combo 3 bóng đèn ngủ. Bên em thanh lý với giá là 50.000. 50.000 với combo 3 bóng đèn ngủ các bác nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục qua bên này cho em này, cưa sọc này. Cưa sọc mà cưa sọc vào các ngóc ngách các bác nhá. 20.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là cái bộ cưa lỏng, đấy, cái bộ cưa lỏng này là siêu rẻ luôn. Giá chỉ có là 100.000 một bộ thôi, đầy đủ các lưỡi luôn các bác nhá. Các bác về cưa cây, cưa sắt, cưa gỗ gì đều được hết này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 100.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là cái kìm tuốt dây điện này. Kìm tuốt dây điện này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 một cái thôi các bác nhá. 35.000 một cái thôi này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá, ổ khóa các bác nhá. Đấy, bên em có hai loại này. Đấy, ổ khóa nhỏ và ổ khóa lớn nhá. Một loại là 38 inch các bác này. Đấy, đây là ổ khóa lớn này. Cái này thì nhỏ thì bên em bán với giá chỉ có là 15.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Đi kèm theo sẽ có là 3 chìa các bác nhé. Còn như các bác nào mà lấy ổ khóa lớn về khóa cửa này thì cái này cũng kèm theo 3 chìa. Bên em bán với giá là 20.000. Còn chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, đá mài các bác nhé. Cái này thì các bác mua viên này về các bác lắp vào máy mài này. Đấy, một viên này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 10.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhé. Qua bên này là tip đánh bóng các bác nhé. Cái này thì các bác đánh bóng ô tô, xe máy này. Đấy, đánh bóng lưu động này, đánh bóng đồng hồ này. Đấy, cái này là quá ok luôn. Hàng này thì bên em đang thanh lý với giá của chỉ có là 55.000 thôi. Đánh bóng của Đức các bác nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Bánh xe chịu tải các bác nhé. Đây, loại này là loại 4 phân và loại 5 phân này. Đấy. Như cái loại 4 phân này thì một bánh này nó sẽ chịu tải cho các bác là 40kg các bác nha. Đấy, còn nếu như bác nào mà lấy cái xe 5 phân thì chịu tải của nó là lên tấn là 50kg. Đấy thì như một bộ như thế này thì bên em bán với giá chỉ có là 80.000 cái loại 4 phân. Đấy, 40.000 các bác nhá. Thì sẽ đi kèm là có là hai bánh cứng này. Hai bánh chết ấy, gọi là hai bánh chết cứng luôn. Đấy, một bánh xoay. Hai bánh chết này. Rồi tiếp theo bên này qua cho em này. Vít hai đầu các bác nhá. Vít hai đầu này thì vừa một đầu ba ke và một đầu dẹt này.
Đấy thì cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 một cái thôi. Cái này là vừa đóng luôn. Đấy. Nếu như gặp đinh hoặc là gì thì các bác có thể đóng xuống luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 25.000 một cái thôi. Qua bên này cho em là đồi thủy lực 4 tấn các bác nhá. Bác nào mà có xe tải hoặc là xe con thì sắm ngay cho em một cái đồi thủy lực này này. Đấy, quá ok luôn. Cái này thì đi đi đường xa mà để mà sử dụng được quá tiện. Đấy, đồi này thì bên em đang thanh lý với giá là 280.000 cô bác anh chị mình. Liềm cắt cỏ cô bác anh chị mình nhá. Liềm này là liềm 7 thép đây các bác này. Hàng này là siêu sắc bén luôn. Mình xài mà cùn thì các bác có thể mài lại được, rửa lại được luôn các bác nhá. Đấy, lưới này thì liềm này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 40.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ luôn các bác này. 40.000 một cái này, bác nào chốt thì liên hệ ngay nhá. Màn hình của bác anh chị mình thì đầu like thì bên em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình một cái mã máy mài 9553HN. Hàng này thì em về được tầm 20 con thôi cô bác anh chị mình nhá. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngay nhá. Đấy, máy mài này, con này thì công suất của nó là 1200W, mà giá cả thì các bác không nghe nhầm đâu này, giá chỉ có là 300.000 một con thôi. Đấy, 300.000 một em thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhá. Công tắc là công tắc đuôi đây các bác này. Đây, hàng là hàng của Nhật các bác nha. Đây, hàng của Nhật các bác này. Đấy, máy cực kỳ khỏe, tẩy trùng đá một cấp các bác nha. Đấy, ok chưa? Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một máy thôi cô bác anh chị mình. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, máy khoan 13 ly các bác nhé. Cũng của Makita luôn. Con này thì công suất của nó là 1200W cô bác anh chị mình. Đầu là đầu 13 ly. Có tay cầm, có khóa luôn cô bác anh chị mình. Đấy, ok chưa? Mã model là HP1630 các bác nhé. Thì cái này thì bên em bán với giá chỉ có là 310.000 thôi các bác nhé. Này. Đây, máy cực kỳ êm các bác nhé. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em đây các bác này. Đây, máy bào các bác nhá. Đây là bào gỗ các bác này. Con này là M1900B. Đấy, công suất của nó là 1380W các bác nhá. Đấy, vòng tua là 16.000 vòng. Đấy, ok chưa? Đấy, đây các bác nhá. Đấy. Cái này là xài điện 220V các bác nhá. Giá hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 460.000 thôi các bác nhá. 460.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về lưỡi cưa. Đây, lưỡi cưa gỗ các bác nhá. Lưỡi cưa gỗ này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 15.000 một cái lưỡi cưa thôi. Đấy, 15.000 một cái lưỡi cưa cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. 15.000 một cái lưỡi cưa này. Đấy, chuyển tiếp qua bên này cho em tiếp này. Đây các bác. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình quạt xài pin các bác nha. Cái này thì mình vừa xài pin vừa xài điện luôn. Đấy, cái này thì rất thích hợp cho cô bác anh chị nào mà có con nhỏ này, hoặc là các bác hay đi du lịch picnic này, hoặc là nằm viện này. Đấy, rất thích hợp luôn cô bác anh chị mình. Mình có thể xách đi mọi nơi cho em nhá. Cái này thì mình có thể cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, rất tiện sử dụng các bác nha. Đi kèm là sẽ có này, một pin này, một pin các bác nha, một pin M-cell này, một máy và một cái sạc các bác nha. Đấy, rất cực kỳ tiện luôn. Đấy, khi nào mà các bác mà không thích sử dụng pin thì các bác cắm điện trực tiếp là các bác xài thôi. Đây cô bác anh chị mình, bây giờ em sẽ cắm điện trực tiếp này. Đấy, và bật máy này. Đấy, quạt là cực kỳ khỏe luôn. Đấy, mình vừa xài pin này, vừa xài quạt điện này. Đấy, rất thích hợp. Đấy, còn bây giờ em sẽ sử dụng pin này. Đây các bác nhá, sẽ kèm theo cho cô bác anh chị mình một viên pin nữa cô bác anh chị mình. Rất thích hợp cho các bác anh chị nào mà hay đi du lịch các bác nhá. Cái này mình có thể ngoắc ở lên trên bờ tường cũng được. Đấy, rất tiện lợi luôn. Rồi bây giờ em sẽ bật cho các bác anh xem. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi các bác anh chị mình. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm thêm một túi như thế này cho các bác anh chị nào mà hay xách đi mọi nơi cho em nhé. Đấy, 860.000 thôi các bác anh chị mình, cực kỳ mát luôn. Đấy, nên sắm trong nhà mình một cái như thế này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy mài Deadmax hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, hàng này thì có điều tốc sau đuôi luôn cô bác anh chị mình. Sử dụng đá một tấc các bác này. Đấy, sử dụng đá một tấc các bác nhá. Đấy, công suất của máy này là 750W, sử dụng đá một tấc, vòng tua là 1100 này.
Đấy, rất ok luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 330.000, bên em tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt các bác nha. Tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt nữa này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Quà tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đây là vít đóng này. Đấy, vít đóng tự động các bác nhá. Cái này thì các bác có thể vừa mở bu lông được luôn. Đấy, vừa mở tiếp được luôn các bác nhá. Đấy, vít đóng tự động này. Bên em đang thanh lý với giá là 190.000 thôi các bác nhá. Kèm theo là rất nhiều đầu để cho cô bác anh chị mình thay thế nhá. Đây cô bác anh chị mình này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 190.000 thôi. RP7 các bác nhá. Cái này thì bên em đợt này về một cái lọ to và một lọ nhỏ. Đấy, bác nào mà lấy lọ nhỏ thì giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Còn bác nào mà lấy lọ lớn này, lọ lớn thì bên em đang thanh lý về giá chỉ có là 50.000 một lọ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì dung tích nó lớn hơn nên là các bác có thể xài nhiều hơn các bác nhá. RP7 này bôi trơn này, chống rỉ sét này. Đấy, quá ok luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào lấy lọ nhỏ thì lấy, mà lấy lọ lớn thì các bác lấy nhá. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Ngày hôm nay thì em về rất nhiều hàng luôn cô bác anh chị mình. Đây, đây là máy tính cầm tay các bác nhá. Máy tính cầm tay à, cái này thì các bác mà ở nhà mà buôn bán ấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em cái máy tính như thế này. Đấy, rất tiện lợi luôn. Cái này thì mình có cả pin nó nằm ở trong. Còn khi nào hết thì các bác có thể mua pin tiểu các bác bỏ vào như thế này các bác nhá. Đấy, rất tiện lợi luôn. Cái này thì xài được cả hai loại pin luôn các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá cực kỳ sốc luôn. Giá bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 một cái máy tính như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này, cưa gập này, này cưa cây gập các bác nhá. Cưa cây gập này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi, hàng Taiwan LS các bác nhá. Đấy, có tay cầm này, khi các bác sang xài nữa thì các bác có thể gập gọn lại như thế này cho em nhá. Cực kỳ tiện lợi luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 65.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Bơm các bác nhá, bơm đạp chân. Bơm này thì mình kéo bằng tay này, đạp chân này. Đấy. Quá khỏe. Đấy. Ok chưa? Cái này thì các bác có thể đi du lịch bỏ lên xe đạp, khi các bác đạp xe đạp địa hình đi chơi các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn, kẹp vào. Giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bơm các bác nhá. Chiều dài của nó thì có lẽ tầm 25-30 cm thôi. Nên là cực kỳ tiện, đấy, cực kỳ khỏe các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi. Rồi chuyển qua bên này cho em nhá. Đây cô bác anh chị mình. Đấy, ngày hôm nay thì em có về 1 kg pin 20 cell, pin 8.0 cô bác anh chị mình. Hàng này hàng công ty các bác nhá. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 330.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 330.000 thôi. Đấy, bác nào mà mua về xài máy khoan hoặc là máy mài hoặc là bu lông này, hoặc là các bác xài quạt thì các bác có thể sử dụng cái pin này cho em các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 330.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua này, em có về một cái lô thân các bác nhá. Thân 10 ly này, cu tan các bác nhá. 10 ly từ. Đấy, đầu auto lock này. Đấy, hai chế độ bánh nhẹ, chế độ bắn vít này, chân pin phổ thông này, thân nhỏ gọn này. Đấy, bên em đang bán với giá là 260.000 thôi cô bác anh chị mình. 260.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Hello, máy xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên về rất nhiều hàng mới cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay vào số hotline em có ghim phía trên màn hình cô bác anh chị mình. Thì đầu like ngày hôm nay em Nhiên giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình nhá. Đây, đây bác nào có nhu cầu mua thân máy này. Đây, thân bu lông, thân máy mài, thân máy khoan 10 ly, pin 10 cell, pin 15 cell, pin 20 cell cô bác anh chị mình nhá. Rất nhiều luôn, mà giá cả em Nhiên thì để cho cô bác anh chị mình là cực kỳ rẻ luôn, không có nơi nào có đâu cô bác anh chị mình nhá. Thì bây giờ thì trước tiên thì em Nhiên giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình này. Đây, đây là một cái bộ vít này. Này, cái này thì các bác có thể đổi rất nhiều đầu các bác nhá. Đổi rất nhiều đầu này, sao, ba ke gì đều có hết cô bác anh chị mình. Và một cái tên như thế này thì các bác có thể vặn được rất nhiều luôn, các bác có thể được mở được cả tip luôn. Và cái bộ vít T này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 65.000 thôi. Và trong này thì có tận 37 chi tiết cô bác anh chị mình. Đấy, như cái này thì
giá 65.000 thì quá rẻ cho cô bác anh chị mình rồi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi tiếp tục qua bên này cho em này. Đây, đây là một cái khóa mà có rất nhiều số các bác nhá. Khóa này này, một đầu sẽ có 4 số này. Đây, 8 này, 10, 11, 13 này. Đấy. Còn phía đầu này cho em này. Đây. Phía đầu này cho em nhá, 17, 19, 18 đấy, 14 này. Này, ok chưa? Và một đầu như thế này là sẽ có tần 4 số các bác nhá. Và một cái khóa như thế này thì bên em bán với giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy, các bác mở số nào thì các bác quay số đấy cho em. Vặn kẹt kẹt đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo bên này em qua tiếp cho các bác nhá. Cần này, đây, đây là cần lắt léo này, đây. Đấy, các bác bẻ ngang, bẻ dọc gì cũng được. Các bác mà lấy cần ngắn thì các bác lấy cần ngắn. Và lấy cần dài thì các bác lấy cần dài cho em. Cần ngắn nó tầm 30 đấy. Còn cần dài nó tầm 50 các bác nhá. Đấy, tầm dài là cần tầm 50 này. Đấy, cần mà cần ngắn như thế này thì bên em đang bán với giá là 90.000 các bác nhá. 90.000 này, đấy. Còn nếu như các bác nào mà lấy cần dài thì giá là 110.000. Còn bác nào mà nhu cầu mà cần thêm tip thì bên em có bán tip luôn các bác nhá. Tip này sẽ từ 8 cho đến 24 và một bộ như thế này bên em đang bán với giá là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 130.000 thôi, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay nhá. Rồi, tiếp tục em qua tiếp này. Đây, qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, cạo ba chấu nhá. Đây, cạo ba chấu Century nhá. Hàng này thì hàng chính hàng của công ty, hàng của USA các bác nhá. Cạo ba chấu hàng chỉnh sò. Cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 300.000 một bộ thôi. Đấy, hàng Century, hàng nói chung là thép này là siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà nhu cầu về cạo ba chấu thì liên hệ ngay cho em này. Rồi, tiếp tục em qua bên này này. Đây, mỏ quả các bác nhá. Đây, mỏ quả này, đây. Bên em có mỏ quả đây 10 inch và mỏ quả 12 inch các bác nhá. Đấy, các bác ghi cho em là mỏ quả LS nhá. Mỏ quả 10 inch này thì bên em bán với giá là 75.000 thôi. 10 inch là 75.000, còn bác nào mà chốt 12 inch thì giá là 95.000 cô bác anh chị mình. Rồi, bên này cho em này. Thân bu lông, thân máy mài. Đây, thân bu lông các bác nhá. Đấy, đặc biệt thân này thì là đầu 2 trong 1, các bác có thể bắn tôn, bắn vít, mở bu lông thoải mái cho em. Đấy, cái này thì lực của nó là 380 new, motor brushless các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, chân pin là chân pin phổ thông, bên em bán với giá chỉ có là 285.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu về thân máy mài cũng là motor brushless luôn. Đấy, motor brushless luôn các bác nhá. Máy mài một tấc này, cũng chân pin phổ thông, bên em bán với giá là 295.000. Rồi, còn qua bên này là lô thân máy 10 ly các bác nhá. Này, các bác nào mà có nhu cầu về ba chức năng thân xanh này thì giá là 265.000. Ba chức năng thân vàng đấy thì giá của nó là cũng là 265.000. Đấy. Còn bác nào mà nhu cầu thân đỏ này, thân đỏ một chức năng các bác nhá, thì giá của nó chỉ có là 260 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Thân đỏ này 260 này, cũng là chân pin phổ thông hết, đầu 10 ly auto lock hết các bác nhá. Thân xanh auto lock này, đấy, thân xanh ba chức năng này, giá chỉ có là 265.000 này. Đấy, còn đây là thân vàng ba chức năng, giá cũng là 265.000 cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline có ghim phía trên màn hình các bác nhá. Còn chuyển tiếp qua bên này cho em nhá, pin này. Đây, pin các bác nhá. Pin thì bên em có pin 15 cell này. Đây, pin 15 cell, pin 20 cell các bác nhá. Pin 15 cell, pin 20 cell, pin 20 cell này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy. 330.000 thôi các bác nhá. Đấy. Các bác nào mà lấy một cái pin 20 cell này thì giá chỉ có là 330.000 thôi các bác anh chị mình. Còn bác nào nhu cầu về thân quạt, bên em có hai loại thân quạt. Có một bên là có chức năng quay và một bên là không có chức năng quay các bác nhá. Đấy, thân quạt mà không có chức năng quay này ấy thì nó chỉ có một chức năng, một cấp độ thôi các bác này, một cấp độ tắt này, mở này.
Đấy, một cấp độ thôi. Và nó chỉ đứng im một chỗ thôi các bác nhá. Chân pin cũng xài chân pin phổ thông luôn các bác nhá. Xài chân pin phổ thông. Đây, các bác ở nhà mà chưa có pin thì các bác mua pin. Còn nếu như có pin rồi thì các bác mua thân quạt cho em nhá. Nó chỉ có là một chức năng như thế này thôi. Nó nằm im một chỗ như thế này. Đấy, giá là 170.000 một thân quạt các bác nhá. Còn như bác nào mà nhu cầu mà nó có chức năng quay thì các bác mua thân quạt có chức năng quay cho em. Thân quạt có chức năng quay thì giá của nó là 230.000. Đấy, 230.000 cô bác anh chị mình nhá. Đấy, nó có thể quay được cho cô bác anh chị mình. Đấy, quá ok luôn. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, còn và đặc biệt hơn thì ở đằng sau này có hai số các bác nhá. Mảnh và nhẹ này. Này, tắt này. Cấp độ 1 này. Đấy, nhẹ nhàng. Cấp độ 2 này. Đấy, giá là 230.000 một thân quạt. Đấy, thân quạt là 230.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Thân cưa các bác nhá. Thân cưa 12 inch thì bên này hôm nay em đang bán với giá chỉ có là 500.000 một thân thôi. Đấy, 500.000 một cái thân cưa như thế này thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay cho em. Chân pin là chân pin phổ thông cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì mình có thể tăng xích tự động luôn. Máy này thì xích nó tự trùng và nó sẽ tự tăng lên cho cô bác anh chị mình luôn nhá. Đấy, qua bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đấy, cưa xăng Hitman các bác nhá. Đây, Hitman các bác này. Đấy, con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 1.150.000. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhá. Hello, máy xây dựng Nhân Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô đèn năng lượng mặt trời. Đây, giờ giá điện đang leo thang thì cô bác anh chị mình thì sử dụng bóng đèn năng lượng mặt trời này đi cho nó tiết kiệm điện các bác nhá. Đấy, cái này thì ban ngày trời nắng nóng như thế này thì cô bác cứ để cái bảng này ở ngoài trời cho em. Đấy, buổi tối thì nó sẽ sáng rực nhà luôn. Đấy, bóng đèn năng lượng mặt trời các bác này. Này, đèn này là 500W các bác nhá. Thì đợt này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, 350.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, ban ngày thì các bác cứ đem ra sạc, ban đêm thì các bác xài cho em. Bóng này là quá ok rồi. Này, đây. Sáng. Đấy, quá ok luôn. Đấy, bác nào mà nhu cầu thì các bác có thể liên hệ ngay vào số hotline có ghim phía trên màn hình các bác nhé. Cái này thì các bác có thể để theo chế độ auto ngày tắt và đêm sẽ sáng, còn không thì các bác có thể hẹn giờ được các bác nha. Đấy, cái này thì có cả remote hẹn giờ các bác tắt cũng được, còn không thì các bác để chế độ auto hoặc là hẹn giờ là 3 giờ 8 giờ và 5 giờ. Đấy, nó sẽ sáng trong vòng 3 giờ thì nó sẽ tắt, hoặc là sáng trong vòng 5 giờ nó sẽ tắt cho các bác nhé. Còn đây là hai cái nút để các bác chỉnh ánh sáng tối và sáng, nói chung là nó sẽ sáng lên ấy. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. 350.000 quá rẻ rồi đấy. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá, thân quạt các bác nhá. Thân quạt Haruko này, cái này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá là 350.000 thôi các bác nhá. Đấy, cái này thì sức gió là cực kỳ mạnh luôn. Cái này thì các bác có thể xài pin. Như là ở nhà mà các bác mà có pin phổ thông như thế này thì các bác lắp vào cho em nhá. Cái này thì chưa có pin đâu các bác nhá. Cái này giá là 350.000 là chưa có pin các bác nhá. Đấy, chân pin là chân pin phổ thông. Khi các bác nhận hàng là sẽ như thế này các bác này. Đấy, ok chưa? 350.000 một thân quạt các bác nhá. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá, máy rửa xe Haruko. Dòng này thì siêu khỏe luôn, có chỉnh áp nên là bác nào mà làm điều hòa thì quá tiền lời luôn các bác nhá. Có đồng hồ luôn này. Đấy, dòng này thì dây của nó dài lên đến là 15m, có súng nối dài đây này. Đây, có súng nối dài luôn đấy. Công suất của nó là 2600W các bác nhá. Hàng này thì vô cùng khỏe. Đấy, và bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.250.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 1.250.000 các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhá.
Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị, thân máy mài Kutan các bác nhá. Hàng này là hàng công ty chính hãng này, chân pin là chân pin phổ thông các bác. Xài đá một tấc các bác nhá. Đấy, cái này thì siêu khỏe luôn rồi. Đấy, các bác trở về ở nhà mà có pin ấy thì các bác lắp vào cho em này. Đấy, ok chưa? Thì cái thân này thì bên em đang sale với giá chỉ có là 350.000, sẽ đi kèm là một khóa mở và nắp bảo vệ một tay cầm các bác nhá. Hàng này là hàng không chuyển than cô bác anh chị mình. Đấy, em về một cái lô quạt này. Quạt này là tận 6 chức năng các bác nha. 6 chức năng. Đấy. Bề ngang của nó này, nếu như trong cái lồng quạt của nó là tầm 20 các bác nha, mình có thể đẩy ngang đẩy dọc được các bác này. Đấy. Ok chưa? Hàng này là hàng tích điện các bác nha. Các bác vừa cắm trực tiếp được mà cắm sạc trực tiếp được, hoặc là các bác có thể tích điện lại xài. Nếu như tích điện lại xài thì các bác sử dụng, nếu như bật chế độ nhẹ thì bật chế độ lâu này, nhẹ này thì các bác có thể xài trong đến 9 tiếng cho em. Còn nếu như các bác bật chế độ mạnh thì xài trong vòng 5 tiếng cho em các bác nhá. Còn nếu như các bác chỉ xài đèn không này, đấy, chỉ xài đèn không thì xài trong vòng 20 tiếng cho em các bác nhá. Đấy, ok chưa? Các bác có thể kết nối USB này, thẻ nhớ này, nghe radio này, kết nối Bluetooth cho em này, thoải mái cho em nhá. Đấy, loa này, đây là loa các bác nhá. Đây là loa. Đấy. Quá tiền lời luôn. Quạt tích điện em đang thanh lý với giá là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 6 chức năng trong một cái quạt các bác nha. Đấy, 6 chức năng trong một cái quạt này. USB, FM này, thẻ nhớ này. Đấy, cắm sạc này. Đấy, Bluetooth này, quạt này, đèn này. Đấy, thoải mái cho cô bác anh chị mình. Đấy, tích điện. Rồi, bên em thanh lý với giá là 450.000. Qua tiếp bên này cho em các bác nhé. Đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Này, cái này thì nó hiển thị luôn cái dung lượng pin cho cô bác anh chị mình. Đây là cái ổ cắm sạc này. Đấy. Hết pin thì các bác sạc vào đấy. Và khi nào hết pin thì cái vạch này nó sẽ giảm xuống các bác nhé. Đấy, đèn pin cực kỳ sáng luôn. Có tay cầm cho cô bác anh chị mình đi luôn. Đấy, cái dòng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 75.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đèn pin đổi đầu các bác nhá. Đây cực kỳ sáng luôn. Cái này đi cắm mũ quá ok luôn. Đèn pin đổi đầu này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 50.000 một cái thôi các bác nhá. 50.000 một cái thôi. Đấy, đèn pin một bóng các bác nhá. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Đấy, ok chưa? Quá đẹp. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đèn pin đổi đầu 5 bóng các bác nhá. Đây, cực kỳ sáng luôn. Cái này mà các bác đi ban đêm là quá ok luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, đèn pin 5 đầu. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. 5 bóng này, đây, 5 bóng các bác nhá. 4 bóng nhỏ và 1 bóng lớn này, giá chỉ có là 50.000 thôi. Đèn pin đổi đầu các bác nhá. Cho cô bác anh chị mình, hàng này là hàng của bên em là quay được cô bác anh chị mình nhá. Đây, em đang còn bật cái chế độ quay cho cô bác anh chị mình xem. Đấy, các bác lưu ý giúp em là những cái hàng trôi nổi ngoài thị trường là không có quay được như thế này, nhưng vẫn bán còn giá cao hơn bên em các bác nhá. Thì ngày hôm nay thì bên em thanh lý quạt với giá chỉ có là 390.000 thôi cô bác anh chị mình. 390.000 thôi mà sẽ có là đi kèm là một viên pin, một sạc và một thân máy cô bác anh chị mình nhá. Đây, pin sạc này, sạc là sử dụng sạc bàn luôn các bác nhá. Quạt bên em là quạt quay được, và đặc biệt là dòng quạt này là có hai tốc ở đây các bác này, tốc nhanh và tốc chậm. Đây đây các bác nhá. Đấy, còn nếu như các bác nào không thích quay thì các bác chỉ cần gạt cái cần như thế này là không có quay nữa rồi. Đấy, còn nếu như các bác muốn quay thì các bác gạt đằng sau. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 390.000 thôi. Đấy, và cái chiều ngang của nó đây cô bác anh chị mình. Đấy, tầm 20 cm các bác nhá. Cái này thì các bác bỏ trên ô tô này, hoặc các bác đi du lịch picnic thoải mái cho em nhá. Đặc biệt là nếu như có trẻ nhỏ thì sắm ngay cái này thì quá tiền lời luôn cô bác anh chị mình. Đấy, nên cần vào mùa nắng nóng này. Đấy, đợt này thì nắng lên sẽ mất điện rất nhiều, nên là các bác nên sắm ngay trong nhà cho em một con quạt như thế này, để nếu như có người già và trẻ nhỏ là xài tha hồ cho em cô bác anh chị mình nhá. Pin là mình sử dụng pin 10 cell, mà đặc biệt mà ở nhà mà cô bác anh chị nào mà đang còn có pin phổ thông như thế này. Đây, pin phổ thông như thế này thì các bác nên mua cho em. Đấy, bên em có bán lẻ thân quạt nữa cô bác anh chị mình nhá. Nếu bác nào mà ở nhà đã có pin rồi thì cô bác anh chị mình có thể mua thân quạt cho em.
chân pin là chân pin phổ thông như thế này các bác này. Đấy, bác nào mà nhu cầu mà muốn mua thêm pin thì giá là 160.000 một viên các bác nhá. 160.000 một viên. Còn như bên em đang bán thân quạt cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 230.000 thôi. Này, còn nếu bác nào mà lấy nguyên bổ một pin, một sạc và một thân máy với giá chỉ có là 390.000 thôi. Đấy, ok chưa cô bác anh chị mình? Đấy, 230.000. Đấy, 230.000 với cái giá là thân quạt các bác nhá. Đấy, thân quạt bên em là có đây. Chế độ quay nhá, có hai chế độ tốc này. Đấy, tốc mạnh và tốc nhẹ này. Đấy. Đấy, cánh là bốn cánh đây cô bác anh chị mình. Đấy, nên là cái lượng gió nó ra là rất nhiều luôn cô bác anh chị mình nhá. Chiều ngang của nó là tầm 20, có lưới, có cái màng bảo vệ để trẻ em không bị vướng tay vào. Đấy, các bác có thể đưa đi picnic du lịch thoải mái cho em cô bác anh chị mình. Đấy, giá chỉ có là 390.000 với nguyên bộ như thế này. Còn nếu như bác nào lấy thân lẻ thì giá chỉ có là 230.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Keo dán dày các bác nhá. Đây, cái dòng keo dán dày này thì siêu chắc dính luôn. Đấy, quá ok luôn cô bác anh chị mình. Dày mà hở mỏm này, rách này hoặc là như thế nào đấy, các bác có thể mua về dán cho em nhá. Và một cái lọ keo dán dày này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 một típ thôi các bác nhá. 25.000 một típ thôi. Đấy, quá rẻ luôn các bác ạ. Đấy, nói chung là cái này thì nhà nào cũng cần hết. Đấy, vì mình mang giày dép mà không may mà nó bị sút hoặc nó bị đứt hoặc nó bị sổ ấy thì các bác có thể mua cho em nhá. Rồi, tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô kìm cộng lực này. Đây, quá chắc chắn luôn đấy, cực kỳ sắc bén các bác nhá. Kìm cộng lực LS 8 inch các bác nhá. Hàng này là 8 inch các bác này. Đấy, 200ml ấy. Đấy, kìm cộng lực 8 inch. Hàng này thì các bác mà mua ngoài thị trường không, ít nhất thì cũng phải 150-200.000. Nhưng ngày hôm nay em sẽ bán cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, 80.000 thôi, quá rẻ cô bác anh chị mình ạ. Đấy, các bác không nhanh tay là không còn nữa đâu các bác nhá. 80.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này, kìm cộng lực 8 inch các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em các bác nhá. Đây. Đấy, bác nào mà hay sửa chữa ống nước này thì sắm ngay cho em một cái kéo cắt ống nước đây các bác nhá. Đây, kéo cắt ống nước này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, kéo cắt ống nước này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái thôi các bác nhá. Đấy, 35.000 một cái này. Đấy, cái này thì các bác có thể kéo ra được là 33mm đấy. Đấy, cắt ống được 33mm các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. Rồi, mùa mưa đã đến rồi các bác nhá, thì sắm ngay cho em áo mưa này. Bác nào mà nhu cầu về áo mưa bộ này. Đây, áo mưa bộ nhá, thì có áo và có quần các bác nhá. Có áo, có quần, hàng này thì dày dặn chất lượng, không lo bị thấm nước mưa đâu các bác nhá. Đấy, áo mưa bộ thì bên em đang bán với giá chỉ có là 120.000 một bộ. Thì bên em sẽ có hai size, một size là XXL và một size là XXXL các bác nhá. Đấy, bên em sẽ có hai size các bác nhá. Đấy, các bác mà nhu cầu về áo mưa thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Đây là áo mưa bộ này. Đây, đây là size XXL này. Đấy, còn nếu như bác nào mà nhu cầu về XXL này, đây, XXL nói chung là bản lớn này thì các bác có thể sử dụng này. Đấy, đây là bộ áo mưa đi mưa dòng bộ các bác nhá. Còn nếu như áo mưa cánh rơi này, đây, kiểu như là áo mưa để trùm qua đầu và trùm qua tay đông ấy, thì đây là áo mưa Honda. Áo mưa Honda này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 20.000. 20.000 một cái thôi các bác nhá. Áo mưa Honda các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn các bác ạ. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, vòi inox các bác nhá. Vòi inox này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 55.000 thôi. Còn đây là vòi xịt nhà vệ sinh này. Kiểu như là mình đi vệ sinh xong mình xịt ấy. Đấy, vòi xịt này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, 90.000. Bác nào hỏng thì các bác có thể mua về thay cho em. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em nữa nhá. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đây là đầu bơm lốp cô bác anh chị mình. Cái này là đầu 2 trong 1 này. Đấy, các bác có thể bơm xe máy, ô tô, xe đạp gì đều được hết đấy nhá. Đấy, cái này thì mình dắt vào đầu máy hơi các bác nhá. Đấy, ok chưa? Vì cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Đơ cắt tóc
vừa kèm cảo râu luôn các bác nhá. Đây cái này thì nó là tận một chức năng này, đây là cảo râu này, đấy, hai chức năng này, ba chức năng này, đấy, ba trong một luôn các bác nhá, đấy, ba chức năng trong một con máy, đấy. Các bác có nhu cầu đặt thì liên hệ ngay vào số hotline cho em nhé. Đây các bác mà muốn cảo râu mịn này thì các bác bật chế độ này cho em. Đấy, còn muốn tỉa râu thì các bác bật ở chế độ sau này cho em nhé. Đấy. Còn nếu như các bác nào mà muốn cắt tóc này, đây, muốn cắt tóc thì các bác thay đầu vào cho em nhé. Muốn tỉa lông mũi này, đây, đây là cái đầu chuyển để thay tỉa lông mũi này. Đấy, hết pin các bác sạc vào cho em các bác nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, và cái bộ tông đơ vừa cắt tóc, vừa cảo râu, vừa tỉa lông mũi này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 này. Các bác ghi cho em là tông đơ 3 trong 1 đấy, tông đơ 3 trong 1 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Vít hai đầu này, này, vít đóng các bác nhá. Cái này thì một đầu là ba ke, một đầu là dẹt các bác nhá. Đấy. Và vít này thì bên em đang thanh lý rất rẻ luôn, với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy. 20.000 thôi, khi các bác mà mở vít hoặc là vẫn vít vào mà chưa chặt thì các bác có thể đóng xuống như thế này cho em nhá. Vít đóng hai đầu này giá chỉ có là 20.000 thôi các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Ngày hôm nay thì em có về một cái bộ ba kìm này. Đây. Trong nhà thì bác nào cũng đang rất cần luôn. Dòng này là dòng 8 inch các bác nhá. Dòng 8 inch này, vừa cắt này, vừa kìm bằng này, vừa kìm nhọn này, đấy. Mà bộ ba như thế này, trên thị trường nếu như các bác mà đi mua thì cũng phải tầm 200-250. Nhưng mà bên em sẽ thanh lý và bán rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 120.000 bộ ba như thế này thôi các bác nhé. Vừa cắt này, vừa bằng, vừa nhọn luôn các bác này, đấy, ok chưa? Đấy, trong nhà thì lúc nào cũng cần nên là các bác sắm ngay cho em một cái bộ ba như thế này. Quá tiện lợi luôn các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Đấy, thước mét các bác nhá. Thước mét 7.5m này. Cái này thì mình vừa là lỗ ban luôn các bác nhá. Đấy, cái này thì vừa là thước lỗ ban luôn các bác. Đấy, vừa là thước mét này. Đấy, cái này thì 7.5m. Bên em đang bán với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. 55.000 một cái thước 7.5m này. Đấy, quá ok luôn. Rồi, qua đây mới gọi là siêu phẩm, cực phẩm đây các bác anh chị mình nhá. Đấy, ngày hôm nay thì em về rất nhiều thùng nhá. Và thùng hôm nay là thùng nhiều ngăn luôn các bác ạ. Thùng nhiều ngăn, các bác nào mà thích 3 ngăn hay 5 ngăn thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị mình với thùng 3 ngăn trước các bác nhá. Đây, thùng 3 ngăn này, đây, thùng 3 ngăn thì sẽ có hai loại, một loại là có hai tay cầm và một loại có một tay cầm các bác nhá. Một tay cầm đây, đây là gọi là một tay cầm. 3 ngăn một tay cầm và 3 ngăn hai tay cầm các bác nhá. Đấy, 3 ngăn là như thế nào? 3 ngăn là sẽ có một ngăn lớn và hai cái ngăn bé ở hai bên. Đấy là gọi là 3 ngăn. Đây. 3 ngăn hai tay cầm nhỏ. Đấy, kích cỡ của nó là 42cm các bác nhá, 42cm này, đấy. Thì giá là 270.000 các bác nhá. 270.000. 3 ngăn mà hai tay cầm. Đấy, mà kích thước là 54cm ấy thì giá là 315.000 các bác nhá, 3 ngăn hai tay cầm nhá. Còn nếu như bác nào mà lấy 3 ngăn một tay cầm, đấy. Kích thước là 54cm các bác nhá thì giá là 300.000 một tay cầm đây các bác này. Này. Một tay cầm, còn đây là hai tay cầm nhá. Đấy, hai tay cầm hai bên. Đấy, ok chưa? Nó có giá hết đấy các bác nhá. Đấy. Rồi chuyển qua bên này là thùng 5 ngăn. Đấy. Thùng 5 ngăn thì bên em cũng có hai loại, một tay cầm và hai tay cầm, cũng có loại lớn và loại bé luôn các bác nhá. Có loại lớn, loại bé luôn này, loại lớn của 5 ngăn một tay cầm này. Đấy, thì 54cm mà 350.000 các bác nhá. Còn nếu như các bác nào mà lấy 5 ngăn một tay cầm thì 42cm thì giá là 310.000 các bác. Đấy, còn nếu như bác nào mà lấy hai tay cầm các bác nhá, hai tay cầm này, đây, 5 ngăn đây các bác này, đây, một ngăn lớn này, hai ngăn bé hai bên đây các bác nhá. Đấy, hai bên này là có 4 ngăn, đấy, thành 5 ngăn các bác nhá. Đấy, 5 ngăn như thế này. Đấy. Còn bác nào muốn xách hai tay hai bên như thế này thì các bác có thể sắm ngay em này cho em. Đây. 5 ngăn hai tay cầm 42.5cm, giá chỉ có là 320.000 thôi các bác nhá. Còn nếu như bác nào mà lấy 5 ngăn hai tay cầm 54cm thì giá là 360.000 các bác nhá. Đấy. Ok chưa?
Nó chỉ là khác nhau là một tay cầm và hai tay cầm thôi cô bác anh chị mình. Đấy, và bác nào mà đựng đồ nhiều thì các bác lấy 5 ngăn. Còn nếu như bác nào đựng đồ ít thì các bác lấy 3 ngăn cho em. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Ban lê mở cửa đóng cửa tự động. Đây các bác nhá. Đóng cửa mở cửa tự động đây các bác này. Đây bản lê này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái bản lê thôi các bác nhá. Nếu như các bác ở nhà mà cái cửa mà nó vào mà không khóa tự động thì các bác có thể mua cái bàn lề này cho em. Đấy, thay vào. Đấy, 35.000 một cái thôi. 35.000 một cái thôi các bác nhé. Rồi, trong lúc mà mở ốc vặn ốc mà nó bị gãy ấy thì bên em có bán luôn cái bộ mở ốc gãy đây các bác nhá. Đấy, các bác có thể chết vào kéo ra luôn này. Đấy, bộ mở ốc gãy này giá chỉ có là 65.000 thôi. Nó có kích cỡ từ bé cho đến lớn các bác nhá. Kích cỡ từ bé cho đến lớn này. Đấy, giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, tiếp tục em qua tiếp này. Đầu bấm rút ri ve các bác nhá. Đầu bấm rút ri ve bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. 70.000 một cái thôi này, rút ri ve này. Đấy, ok chưa? Đấy, có kích ngang, có kích thước từ bé cho đến lớn luôn các bác nhá. Đấy, lù nhỏ lù lớn này. Đấy, ok chưa? Rồi chuyển tiếp qua bên này, bác nào bị giày mà nó bị hở hoặc là nói chung là bị bong tróc thì các bác có thể mua cho em cái miếng dán giày cho em nhé. Đây là keo dán giày này, giá chỉ có 25.000 một típ thôi các bác nhé. 25.000 một típ này. Đấy. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi qua bên này cho em nhé. Thắt lưng da cá sấu nhá, hàng nhập khẩu nhá. Đấy, thắt lưng da cá sấu hàng nhập khẩu này giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, có nguyên hộp như thế này luôn các bác nhé. Các bác mua về làm quà cũng được, mà mua về xài cũng được, rất ok luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, đây là thân máy khoan pin 10 ly. Đấy, đầu, cái này thì nó chỉ có là một chức năng thôi. Đầu thì đầu auto lock, giá chỉ có là 260.000 thôi các bác nhé. 260.000 này. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi chuyển qua bên này này, lưỡi cắt gỗ này. Đây, lưỡi cắt gỗ một tấc các bác nhá. Đấy, lưỡi cắt gỗ một tấc này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp bên này cho em này. Đây, bác nào trong nhà mà đang thiếu máy hút bụi, máy thổi bụi này thì ngày hôm nay nên sắm cho em một cái như thế này các bác nhá. Đấy, đi kèm là sẽ có một pin nhỏ này. Đấy, đấy, thổi bụi các bác nhá. Còn nếu như các bác hút thì các bác trở đầu thổi lại đây là các bác có thể hút được rồi. Đấy. Cái này thì bên em đang bán với giá là 245.000, đi kèm là một pin, một thân máy và một sạc. Đấy. Có túi đừng bụi luôn. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 245.000 thôi các bác nhá. 245.000, máy hút bụi thổi bụi các bác nhá. Đấy, máy hút bụi thổi bụi pin. Đấy, ok chưa? Rồi chuyển tiếp. Lúc trước là em bán cái CP này với giá là 30.000 thì ngày hôm nay bên em bán với giá chỉ có là 25.000 một cái CP cô bác anh chị mình nhá. Mới tinh tươm luôn các bác nhá. Hàng này vừa mới nhập về luôn. Đấy, CP. Đấy, CP này. Này, CP an toàn cầu dao, người ta hay gọi là cầu dao an toàn các bác nhá. Đấy, CP 30A này. Đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu. Rồi nhân dịp lễ ngày hôm nay thì bên em sẽ tặng kèm thêm một cái ốp CP luôn. Đấy, cái nắp bảo vệ của CP luôn cô bác anh chị mình. Khi các bác nhận về là nó sẽ như thế này các bác nhé. Này, thì các bác chỉ cần lắp vào là được thôi. 25.000 một cái CP này. Này, 25.000 một cái CP được cẳng kèm thêm một cái nắp bảo vệ như thế này nữa. Đấy, khi cô bác anh chị mua này. Đấy, với giá chỉ có là 25.000 là sẽ được hai món các bác nhé. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì đồ điện của bên em về rất nhiều luôn cô bác anh chị mình. Bên em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác nhá. Cái này thì xài gia đình hay là xài công trình đều được cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ luôn. Thì trước tiên em giới thiệu đến tiếp cho cô bác anh chị mình đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Cái này thì đuôi đèn này thì các bác lắp ứng trước cổng nhà hoặc là nhà vệ sinh, khi người đi ngang qua thì nó sẽ tự phát sáng cô bác anh chị mình. Ở đây thì nó sẽ có hai nút và nút hèn dây này. Đây. Và bên này là cấp độ sáng các bác nhá. Đấy, quá ok luôn. Đấy. Và một cái đuôi đèn cảm biến như thế này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác nhá. 65.000 thôi. Em có lắp tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem. Về nhà bác nào mà đang xài bóng đèn này. Đây.
Đấy, gặp người nó sẽ từ sáng các bác nha. Đấy, gặp người là nó sẽ từ sáng này. Đấy, đây là em lắp tượng trưng cho cô bác xem thôi. Còn bác nào mà nhu cầu mua bóng 50W này, đấy, bóng 50W các bác nhé, giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu bóng 10W này, đấy, 10W bên em thanh lý với giá chỉ có là 15.000 thôi. Hàng này hàng công ty chính hãng hết cô bác anh chị mình nhá. Hàng này hàng công ty tiết kiệm điện này. Đấy, tiết kiệm điện trong thời buổi gọi là nắng nóng như thế này. Đấy, điện đóm thì đang còn lên cao. Đấy, giá chỉ có là 15.000 với một cái bóng tiết kiệm điện là 10W và 50.000 với bóng 50W các bác nhé. Đấy, bác nào nhu cầu chốt về đuôi đèn này. Đuôi đèn thì bên em đang bán với giá đuôi đèn cảm biến này giá là 65.000 nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, ổ cắm các bác nhá. Ổ cắm này, ổ cắm không dây. Cái này thì các bác về mua dây và lắp vào cho em. Em chỉ bán cái bảng thôi. Ổ cắm kèm theo CP luôn. Đấy. Nếu như mà điện trục trặc nó CP nó sẽ tự ngắt cho cô bác anh chị mình. Và cái ổ cắm này thì có tận 6 lỗ các bác nhá. Đây, 6 lỗ đây. Cái loại này loại chống cháy các bác này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, và dòng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, kèm theo một cái CP gắn ở trên luôn. Rồi còn nếu như bác nào mà nhu cầu loại nhỏ thì các bác có thể sử dụng cái loại nhỏ này cho em. Loại này thì có 3 ổ cắm kèm theo một cái CP. Nhưng mà đặc biệt cái loại này là bằng sứ các bác nhá. Này, các cái ổ lỗ cắm như thế này là bằng sứ hết đấy. Các bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em này. Đấy, ổ cắm này là bằng sứ này. Đấy, cái này thì giá là 75.000 các bác nhá. Ổ cắm 3 lỗ sứ này các bác ghi cho em là ổ cắm 3 lỗ sứ CP nhá. Giá chỉ có là 75.000, còn ổ cắm 6 lỗ này, 6 lỗ CP này. Đây. Đấy, giá chỉ có là 95.000. Và đặc biệt là những cái dòng này là chưa có dây các bác nhá. Các bác về mua dây đấu vào các bác nhá. Cái này thì bác nào mà đi xây dựng hay là công trình là cực kỳ thích luôn. Đấy, quá tiền lợi luôn cô bác anh chị mình. Rồi qua tiếp cho em này. Đấy, cái đầu nối dây điện các bác nhá. Đầu nối dây điện này thì bên em đang bán chỉ có là 1.000 một cái thôi các bác này. Đấy, 1.000 một cái như thế này này. Đấy, bác nào mà nhu cầu đấu dây điện mà không cần quấn thì các bác chỉ cần đấy, cắt dây điện và nhét vào là được thôi các bác nhá. Đấy, cắt vào nhét vào là được này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 1.000 một cái đầu nối như thế này các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, một cái dây phích cắm này. Cái này cũng là 3 lỗ các bác, ghi cho em là dây phích cắm trắng các bác nhá. Cái dây này thì nó dây dài của nó thì tầm 3m các bác nhá. Đấy, dây này tầm dài 3m các bác này. Các bác ghi cho em là ổ cắm dây trắng các bác nhá. Ổ cắm trắng này. Đấy, giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. 55.000. Đấy. Và đặc biệt cái dòng này này. Đây. Cái dòng cái này này thì nó chịu tải lên đến là 8.000W các bác này. Này, cái bảng này các bác nhá. Cái bảng này, cái điện này thì chịu tải lên đến tận 8.000W nên là các bác xài công trình là quá ok luôn các bác này. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Ổ chia này. Đây, các bác nào mà ở nhà mà ổ cắm ít quá thì các bác có thể mua ổ chia bên em. Ổ chia bên em thì một cái các bác có thể chia ra làm được 3 cái luôn, 3 lỗ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy. 20.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác anh chị mình. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Đây, rất nhiều sản phẩm mới này. Rồi bác nào mà bóng bàn thờ mà đang còn hết thì các bác có thể, hoặc là bị cháy thì các bác có thể thay cái bóng bàn thờ cho em nhá. Một đôi bóng bàn thờ này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 15.000 một đôi như thế này thôi các bác nhá. 15.000 một đôi, cái dòng này là chống cháy, chống vỡ các bác này. Đấy, quá ok luôn. Bóng quả ớt này. Đấy, bóng bàn thờ quả ớt các bác nhá. Đấy, quá tiền, quá rẻ luôn. Rồi qua tiếp ngày hôm nay bên em mài bóc sun. Đấy, lô máy mài bóp hun, hàng này là hàng công ty chính hãng các bác nhá. Đây, công ty chính hãng này bóp hun các bác này. Con này thì cực kỳ khỏe luôn, 750W. Đi kèm là sẽ có khóa mở tay cầm và một cái nắp bảo vệ. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác anh chị mình với ba cái lưỡi cắt nữa cô bác anh chị mình. Đấy, tặng kèm thêm 3 lưỡi cắt nữa mà giá thì cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. 360.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 360.000 thôi này. Đấy, tặng kèm thêm 3 cái lưỡi cắt mà giá cực kỳ rẻ này. 360.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Bác nào nhu cầu về kia máy mài 1 tấc 25. Đây, máy mài 1 tấc 25. Con này thì công suất của nó là 1.050W. Đấy, Kazaki hàng công ty các bác nhá. Xài điện 220. Đấy,
Con này thì bên em sẽ bán với chỗ cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 780.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 780.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Khoan 13 ly các bác nhá. 13 ly Himoki. Hàng này thì siêu siêu chất lượng rồi. Đấy, con này thì có 3 chế độ này. Đấy, 3 chế độ này, khoan này, bắn vít và búa này. Và có 2 chế độ mảnh nhẹ nằm ở phía trên lưng như thế này các bác nhá. Đấy, 2 chế độ mảnh nhẹ các bác nhá. Đi kèm là sẽ có là 2 pin, 1 sạc và 1 tân máy. Giá em bán với giá chỉ có là 1.600.000 thôi các bác nhá. Đấy. 1.600.000, 2 pin 10 cell các bác. 2 pin 10 cell, 2 pin 1 sạc và 1 thân máy. Motor từ hàng không chổi than. Đấy, các bác cứ yên tâm mà về sử dụng này. Motor từ hàng không chổi than cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đấy, em về một cái lô bu lông cực kỳ nhiều luôn. Lô bu lông bót hun. Đấy, lô bu lông bót hun các bác nhá. Cái này là 2 pin 10 cell các bác nhá. 2 pin 10 cell này. Đấy, lực của nó là 330 này. Đấy. Tem dập nổi đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì bên em bán với giá chỉ có là 799.000 thôi. Đấy, 799.000 thì sẽ đi kèm theo 2 viên pin 10 cell, 1 sạc và 1 thân máy như thế này. Đấy, kèm theo 1 dây đeo và 1 cái tip như thế này nữa các bác nhá. Còn đây là phiếu bảo hành chính hãng của hãng Bót Hun các bác nhá. Đấy, còn chuyển qua bên này này. Đấy, cưa xích này. Đấy, cưa xích này là 8 inch các bác nhá. Đấy, cưa này là cưa 8 inch của Bót Hun chính hãng, công ty chính hãng. Mà đi kèm cũng cả 2 viên pin lớn này, 2 viên pin lớn các bác nhá. 2 pin lớn và 1 cái sạc bàn. Đấy. Quá ok luôn các bác nhá. Hàng chính hãng có khác các bác này. Đấy, lam xích này. Lam xích 8 inch các bác này. Đấy. Và đặc biệt là sẽ có một có cái chế độ khóa an toàn là như thế này. Khi các bác ấn một lần máy sẽ không chạy, nhưng ấn lại lần 2 thì máy sẽ chạy các bác nhá. Đấy. Đấy, để phòng là có con nít nó chơi ấy. Đấy. Này. Đấy, ok chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có bên em đang bán với giá chỉ có là 950.000 các bác nhá. Sẽ có kèm là 2 pin lớn và 1 sạc bàn lớn này. Đấy, và máy các bác nhá. 950.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn nếu như bác nào mà nhu cầu cái dòng nhỏ thì các bác có thể xài cái dòng này cho em. Này. Dòng này thì 4 inch thôi nhưng mà nó cũng là 2 pin lớn các bác nhá. 2 pin lớn, 2 pin 10 cell. Đấy. Đấy, 2 pin 10 cell các bác nhá. Sạc này. Đấy. Con này thì bên em bán với giá chỉ có là 580.000 thôi. Con này là dòng nhỏ. Đấy, dòng nhỏ các bác nhá. Con này là 580.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Em có về một cái lô chuyên vít từ của Himoki, hàng công ty chính hãng luôn các bác nhá. Đấy, Himoki này, con này là chuyên vít này. Này. Đấy, chuyên vít các bác nhá, nó có chế độ bắn vít và búa này. Đấy. Chế độ bắn vít và búa các bác nhá. Có 3 cấp độ vòng tua các bác này. Đấy, khi nào mà gặp nặng thì nó búa nó sẽ tự đập luôn. Và dòng này là 16.8V hàng công ty. Đấy, có chế độ đảo chiều. Motor từ hàng không chổi than. Đấy, 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Bên em bán với giá chỉ có là 890.000 thôi cô bác anh chị mình. 890.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn với cái một cái dòng chuyên vít công ty chính hãng 16.8V. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Bộ khoan 13 ly Drama. Đấy, bộ khoan 13 ly Drama các bác nhá. Cái này cũng là 2 pin lớn. Này, 2 pin lớn các bác nhá. Đầu này là đầu auto lock này. Đấy. 2 pin lớn cho em nhá. Đây. Khi các bác nhận hàng là các bác sẽ được kiểm tra hàng giống như bên em giới thiệu thì các bác nhận hàng thôi. Đây. Đấy, con này thì bên em sẽ thanh lý với giá là 780.000 các bác nha. 3 chế độ khoan bắn vít và búa các bác nha. Đấy, 20 cấp độ trượt này. Đấy, 2 pin lớn, 1 sạc bàn và máy các bác nha. 780.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline em ghi ở phía trên màn hình các bác nhá. Hello, máy xây dựng Nhiên phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên có về một cái lô sạc dành cho máy khoan pin các bác nhá. Đấy, lô sạc máy khoan pin này.
Đấy, sạc này là sạc của 21V 2A các bác nhá. Đấy, sạc 21V 2A này. Các bác mà mua 1A thì nó sẽ vào pin chậm hơn, nhưng mà bên lô em nó lỗ 2A các bác nhá. Đấy, thì cái này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 một cái thôi các bác nhá. 40.000 một cái thôi, sạc. Đấy, sạc 21V dành cho máy khoan pin. Đấy. Dắt như thế này các bác nhá, dành cho pin 5 cell ấy. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhé, khò ta lông các bác nhá, hàng này hàng công ty các bác này. Đấy, cái này thì có hai cấp độ mạnh nhẹ các bác nhá, tấc 1 và tấc 2 này. Và sẽ có các đầu để cho mình có thể thay thế để khò này. Đấy, khò nhiệt các bác nhá, giá chỉ có là 260.000 thôi. Cái này thì công suất của nó là 2000W, đấy, cực kỳ nóng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 260.000. Máy hút bụi thổi bụi của Nhật các bác nhá. Cái này thì các bác về hút ô tô này. Đấy, hoặc là các bác hút ghế sofa này. Đấy, quá tiền luôn. Muốn hút thì các bác để như thế này hút, các bác lắp các đầu chuyển vào các bác này. Đấy, rất nhiều đầu chuyển luôn. Còn nếu như muốn thổi thì các bác lắp ở đằng sau này các bác nhá. Đấy, các bác lắp đằng sau này là các bác thổi được này. Đấy, quá tiền luôn. Giá chỉ có là 180.000 thôi. Cưa lỏng cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì mình chuyển từ máy khoan sang các bác nhá. Đấy, đầu chuyển cưa lỏng giá chỉ có là 110.000 thôi, hàng Mai Tanh chính hãng các bác. Đấy, đi kèm là sẽ có thêm là mấy cái lưỡi cưa nữa. Đấy, mấy cái lưỡi cưa nữa các bác nhá, có kèm theo 3 lưỡi nữa các bác này. Đấy, 110.000. Máy massage các bác nhá. Dòng này thì siêu gỏ nhẹ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì cô bác mình có thể mua về tặng cho ông bà cha mẹ mình này, hoặc là lúc mà mình đi làm về mệt mỏi là mình có thể tự đấm lưng massage các bác nhá. Cái này thì đi kèm mình sạch 4 đầu. Đấy, các bác có thể massage lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đấy, massage vai gáy cổ đều được hết này. Đấy, còn cái này thì đấm này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình Boss 226 các bác nhá. Cái dòng này thì là 3 chức năng này, khoan này, khoan búa và búa này. Dây thì dây dài này, công suất của nó đây các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 800W các bác. Đấy, cái này thì đục khoan. Đấy, đục và khoan, khoan đục này. Đấy, giá chỉ có là 650.000 thôi cô bác anh chị mình. Nó là sẽ nguyên hộp như thế này cho các bác nhá. Đấy, nguyên hộp như thế này khi các bác nhận hàng này, 650.000 thôi. Qua bên này cho các bác anh chị mình nhá, chổi quét trần nhà nhá. Đấy, chổi quét trần nhà này thì mình có thể kéo dài được 3m. Đấy, bác nào mà vệ sinh trần nhà thì bác có thể lấy cái này cho em, giá chỉ có là 70.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá, rìu sói này. Đây, rìu sói các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nhá. Rìu sói thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy, 250.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khò ga các bác nhá. Khò ga thì bên em có hai loại các bác này. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khò ga bên em là có hai loại như thế này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá, đế chuyển máy khoan và đế chuyển máy cắt cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đế chuyển máy cắt này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, còn máy mài thì cô bác anh chị nào mà nhu cầu mua máy mài nào thì cô bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Còn như là đế chuyển này, em lắp cái máy mài vào tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem thôi. Đấy, đế chuyển này thì giá chỉ có là 250.000. Còn như bác nào mà nhu cầu đế chuyển khoan này, đế chuyển khoan thì giá là 280.000 cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển khoan giá là 280.000 này. Dán đau vai gáy các bác nhá. Miếng dán đau vai gáy, bác nào mà bị đau cổ này, đấy thì các bác có thể mua cho em cái miếng dán đau vai gáy này. Cái này rất hiệu quả các bác nhá, cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, và cái miếng dán này thì một hộp là có 12 miếng các bác. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, một hộp như thế này là giá là 20.000. Còn qua bên này, đấy, qua bên này là miếng dán thải độc các bác. Đấy, bác
các bác làm một ngày mệt nhọc này đấy, hoặc là trong người có tích trữ bệnh này, thì các bác dán cho em cái miếng dán thải độc này cho em nhé. Miếng dán thải độc này thì có trong một hộp như thế này là có tận 50 miếng các bác. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 mà có tận 50 miếng, các bác ban đêm đi ngủ các bác dán vào lòng bàn chân cho em nhé. Giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Rồi tiếp theo em chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình. Đấy, mùa hè nóng bức đã tới các bác nha. Các bác sắm ngay cho em cái quạt đi du lịch này, picnic, hoặc là các bác nào mà hay đi bình viện mà thiếu quạt ấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em những cái dòng quạt này. Hoặc là các bác mua về các bác đặt lên bàn làm việc, nó rất nhỏ gọn này. Đấy, quạt này thì có đèn này, có đèn các bác nha. Giá chỉ có là 150.000. Còn như bác nào mà lấy cái quạt fan này, đấy, cái quạt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 185.000 thôi các bác anh chị mình. Tất cả là đều sạc điện hết các bác nha. Tất cả đều sạc điện hết này. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác nào mà lấy quạt 185 thì các bác ghi cho em là quạt 185. Còn nếu như các bác nào lấy một quạt 150 thì ghi cho em là quạt 150 các bác nha. Đấy, ok chưa? Đấy, chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, ổ khóa các bác nha. Đấy, ổ khóa thì bên em có rất nhiều loại ổ khóa chống cắt, chống trộm đây các bác nhá. Loại này là 50mm. Đấy, ổ khóa này là 50mm này. Đấy, cái loại này thì bên em đang bán với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy ổ khóa chống cắt, chống trộm 60mm thì cái loại này thì giá của nó là 100.000 các bác nhá. Còn đây là ổ khóa số các bác này. Ổ khóa số không cần chìa khóa các bác nhá. Ổ khóa số không cần chìa khóa, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Đấy, giá là 80.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình này. Đây, gối chày nhá. Cái này thì bằng inox các bác nhá. Cái này thì bằng inox. Hàng này hàng không rỉ mà còn có cả nắp đầy luôn. Đấy, gối chày để đâm tiêu, đâm tỏi, đâm ớt này, giá chỉ có là 110.000 thôi. Gối chày inox các bác nhá, giá chỉ có là 110.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây các bác nhá, đây là pin tiểu. Pin này là pin sạc các bác nhá, pin sạc 3.7V. Đấy, pin sạc 3.7V và một pin này em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một viên thôi. 15.000 một viên các bác nhá. Còn nếu như các bác nào mà lấy sạc này, đấy, sạc dành cho pin 3.7V này thì giá chỉ là 30.000 thôi các bác nhá. Đấy, sạc thì giá là 30.000 này, quá rẻ, quá bèo luôn các bác nhá. Đấy, ok chưa? Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Đây, bàn chải đánh răng than tre của Hàn Quốc, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Hàng này là than tre Hàn Quốc các bác nhá, giá niêm yết là 32.000, đợt này em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 10.000 thôi các bác này. 10.000 thôi, giá là siêu rẻ. Rồi bác nào nhu cầu về súng về để lắp vào máy rửa xe, bên em có bán luôn các bác nhá. Đấy, đầu súng tăng áp các bác này. Đấy, đầu súng này lắp vào máy rửa xe, các bác ở nhà mà có sẵn máy rửa xe, có vòi có sẵn rồi ấy mà bị hỏng súng này ấy, thì các bác có thể mua cái này cho em nhá. Đấy, đầu súng rửa xe này giá chỉ có là 90.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về búa, đây là búa lùn các bác nhá. Đấy, búa lùn. Búa lùn này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 38.000 thôi. Còn bác nào mà lấy búa cờ mỉ này, búa cờ mỉ dài này, đấy, giá là 65.000 các bác nhá. Búa cờ mỉ dài là 65.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi tiếp theo em qua cho bác cái này này. Đây là bút lấy dấu các bác nhá. Bút lấy dấu thì bên em như đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một cái bút lấy dấu cho các bác anh chị mình. Đấy, còn đây là kềm này. Đây, cái này thì cực kỳ sắc bén luôn các bác. Đấy, các bác mà đi cắt thép hay là vặn thép hay là như thế nào ấy, quá ok luôn. Hàng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. Các bác ghi cho em là kềm đỏ đen các bác nhá. Kềm đỏ đen giá chỉ có là 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình này. Này, qua tiếp bên này vít đóng này. Này, vít đóng thì bên em có hàng này là hàng Anton. Đấy, hàng Anton của USA. Các bác mà thích lấy dẹt hoặc có bác ke thì các bác ghi cho em là dẹt và bác ke các bác nhá. Dẹt này, đấy. Cái này thì đồng giá là 30.000 một cái các bác nhá. Đồng giá là 30.000 một cái. Các bác lấy dẹt cũng được mà lấy ba ke cũng được. Bên em có hai loại. Đấy. Còn nếu như các bác mà lấy vít hai đầu này, đây là vít hai đầu này các bác nhá. Vít tăng hai đầu, đấy, vít tăng hai đầu này thì
giá chỉ có là 10.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Đấy, vít tăng hai đầu thì giá chỉ có là 10.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Này, ở nhà bác nào mà có ông già hoặc bà già, nói chung là ông bà bị, nói chung mắt bị cần thị, bị lão đấy, mà không có nhìn chữ rõ để đọc báo ấy. Đấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em cái kính lúp này. Đấy, kính lúp các bác nhá. Kính lúp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nhá. Kính lúp này 65.000 một cái. Còn qua bên này, đây, bình ắc quy bác nào bị hỏng này thì mua hỏng hoặc là hết pin, hết ắc quy mà mình không thể đem ra tiệm được ấy, thì các bác mua cho em cái sạc ắc quy 12V. Đấy, ở cái này thì các bác tháo ắc quy ra kẹp âm dương là các bác có thể sạc được rồi. Giá chỉ có là 95.000 một cái thôi các bác nhá. 95.000 một cái sạc bình ắc quy thôi. Đấy, 95.000 này. Còn đây là đuôi đèn cảm biến. Cái này thì các bác lắp ở cổng hoặc nhà vệ sinh cho em. Đấy, cái này người đi qua thì nó sẽ tự sáng các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến giá chỉ có là 60.000 một cái thôi. 60.000 một cái đuôi đèn cảm biến này. Còn đây là bóp nâng cơ tay này. Này, bóp nâng cơ tay các bác nhá. Cái này thì nó sẽ có trọng lượng từ 50 đến 60 kg cấp tùy các bác chỉnh các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. 40.000 thôi. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Chì hàn bên em, cái này thì là 100g, bên em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Chì hàn là 40.000 này, mỏ hàn chì cũng là giá là 40.000 các bác. Mỏ hàn chì này 40.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Mỏ hàn chì 40.000 này. Rồi tiếp theo bên này em thanh lý tiếp cho cô bác anh chị mình. Ai cô bác nào mà đang thiếu đồ để làm móng tay móng chân thì sắm ngay xem một cái bộ như thế này. Bộ làm móng tay móng chân các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ thôi. Đấy, đầy đủ phụ kiện phía trong luôn. Các bác có thể mua về cho con em hoặc là vợ mình xài các bác nhá. Giá chỉ có là 70.000 một cái như một bộ như thế này thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này, dây điện các bác nhá. Dây điện này là dây điện 30m các bác này. Đấy, dây điện 30m mà ở đầu ổ cắm này có rất nhiều lỗ luôn. 1 2 3 4 này. Đấy, rất nhiều lỗ cắm luôn. Cái này thì dây điện 30m này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 này. Đấy, giá là quá hời, quá rẻ luôn rồi đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhanh tay các bác nhá. Đấy, giá rẻ mà nói chung là số lượng là có hạn này. Rồi tiếp theo em nhân qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đầu bắn tôn các bác nhá. Đây, đầu bắn tôn. Đấy, một cái bộ đầu bắn tôn là 10 đầu như thế này, 10 đầu bắn tôn các bác nhá. Thì bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có mà 25.000 một cái vỉ như thế này thôi. 25.000 một cái đầu vỉ bắn tôn. Còn nếu như bác nào mà lấy đầu bắn vít này, đấy, 10 đầu bắn vít này giá chỉ có là 20.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là rìu sói này. Đây, rìu sói các bác nhá. Rìu sói của USA này. Đây, các bác nhìn sắc bén không? Nhìn cầm đầm tay chắc chắn luôn. Cái này mà các bác nào mà đi lên rừng thì quá ok luôn. Đấy, rìu sói này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác anh chị nhá. 250.000 này. Đấy, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, 250.000. Rồi qua bên này cho các bác này. Đấy, lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 các bác nhá. Lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là đá chén mài này. Đấy, chén mài các bác nhá. Chén mài này thì giá chỉ có là 55.000. Còn như đá cắt đa năng, lưỡi đá cắt đa năng các bác nhá. Cái này thì vừa cắt sắt, cắt gỗ, cắt nhôm, cắt kính gì đều ok hết này. Đấy, lưỡi cắt đa năng giá chỉ có là 50.000 một lưỡi này. Chuyển tiếp qua cho cô bác này. Đấy, sấy tóc mini Nova. Cái này thì các bác xách đi du lịch cho em này. Sấy tóc mini Nova. Cái này thì giá chỉ có là 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình nhá. 35.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, bơm đạp chân các bác nhá. Bơm xe, bơm đạp chân này. Đấy, bác nào mà lấy một ống này. Đây, lấy một ống thì giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà lấy hai ống này. Đây, lấy bơm hai ống thì giá là 130.000 các bác nhá. Đấy, hai ống thì 130. Còn nếu như bác nào mà lấy loại này thì giá là 230.000 này. Đây, màu đen này thì giá là 230.000 các bác. Còn chuyển tiếp qua bên này cho các bác này.
Đây là đo huyết áp, máy đo huyết áp các bác nhá. Cái này thì trên thị trường các bác phải mua 6-700, nhưng bên em bán với giá chỉ có là 250.000 một cái thôi các bác nhá. Máy đo huyết áp này giá chỉ có là 250.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn nhá, 250.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp bên này cho các bác này. Đây là kéo cắt tỉa hàng rào. Đấy, cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Cái này thì mình nới dài, nới ngắn là được ok này. Đấy, cắt tỉa hàng rào bên em bán với giá là 110.000. Đấy, cắt tỉa hàng rào các bác nhá, giá là 110.000. Rồi chuyển qua bên này cho các bác anh chị mình. Đấy, than các bác nhá, than thì bên em có rất nhiều mã luôn. Than thì bên em để cho các bác về có thể thay máy mài, máy khoan. Đấy, mà rất nhiều mã nên là các bác nào mà lấy nhiều mã thì các bác nói em các bác nhá. Thì bên em bán với giá là 15.000 và sẽ có 4 cặp than như các bác anh chị mình. 15.000 sẽ có 4 cặp than đây các bác nhá. Đây, nó sẽ có mã là 5 x 8 x 15 này. Mã nữa là CB51, một mã nữa là CB46, CB41. Đấy. Nó có tận 4 mã các bác. Nên là các bác nào mà lấy mã nào thì các bác báo cho em nhá. Rồi chuyển qua. Đây, có bác nào có nhu cầu về kìm bấm chết ạ, kìm bấm chết Crossman của Mỹ các bác nhá. Đấy, cái này thì giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá, 100.000. Còn bác nào mà lấy ổ cắm Thái Lan, đấy, cái này thì có tận 6 lỗ này và 3 cái cổng USB thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. 50.000 thôi các bác nhá. Còn đây là 3 cái ổ cắm 3 lỗ, giá chỉ có là 15.000 này. Còn bác nào mà lấy cái ổ cắm 3 lỗ và 3 công tắc, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển qua bên này cho các bác này. Đây, có bác nào nhu cầu về phích cắm ạ? Phích cắm này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 5.000 thôi. Đuôi đèn này thì giá cũng 5.000 các bác nhá. Đuôi đèn này giá cũng 5.000 này. Đấy. Băng keo này. Đấy, băng keo thì bác nào mà lấy băng keo lớn thì giá là 7.000 và băng keo bé thì giá là 5.000 các bác nhá. Băng hàng này là hàng bài nên nó sẽ móc méo này. Đấy, ok chưa? Nó sẽ móc méo nhiều nên là các bác mua về thì lưu ý giúp em. Chuyển tiếp qua bên này này, các bác nào nhu cầu về kéo ạ? Đây, bên em thanh lý kéo cho các bác nhá. Đấy, kéo Seki của Nhật Bản, các bác ghi cho em là kéo vàng nhá. Kéo vàng này thì bên em thanh lý với giá là 35.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy kéo xám thì giá của nó là 80.000. Kéo xám thì 80.000, còn nếu bác nào mà lấy cái kéo nhỏ nhỏ này thì giá chỉ có 15.000 này. Kéo xám này là giá là 80.000 này. Đấy, kéo này là kéo đa năng rồi. Nó nhiều chức năng, kẹp cổ gà, cạy lông bia này, cào vảy cá này. Đấy, ok chưa? Đấy, cái này thì giá là 80.000 các bác nha. Còn bác nào mà lấy kéo nhỏ này thì giá là 15.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đấy, tông đơ này, tông đơ chắn viền này, tông đơ cắt tóc này giá chỉ có 70.000 thôi các bác nhá. Cái này là cũng là pin 3.7V kèm theo cái sạc như thế này. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Thước lavo này, đây, thước lavo các bác nhá, thước trên là có thước thủy, ở đây thì có thước dây này, ở ngang đây là sẽ có thước mét nữa này. Đấy, ok chưa? Mình có đèn để chiếu luôn các bác nhá. Đấy, thước lavo này thì giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. Thước laser, thước lavo ấy. Đấy, giá chỉ có là 80.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Qua tiếp bên này cho các bác này. Đấy, đùa Hàn Quốc các bác nha. Đùa Hàn Quốc này thì 30.000 một đôi thôi các bác nha. Đùa Hàn Quốc này 30.000 một đôi này. Xẻng này, xẻng quốc này. Đây, cái này thì vừa làm xẻng được vừa làm quốc được. Các bác nào mà hay đi du lịch picnic ấy thì các bác có thể cầm theo này. Đấy, hoặc là các bác làm vườn ở nhà mà làm vườn nhỏ ở trong hộp xốp thì các bác có thể sử dụng cái này để làm rau các bác nhá. Cái này thì có chế độ mở bia này, có chế độ cưa này. Đấy, cái này thì thích hợp cho các bác nào hay để lên xe ô tô. Giá chỉ có là 55.000 một cái thôi. 55.000 một cái thôi các bác nhá. Rồi chuyển qua bên này này. Hộp đựng thức ăn các bác nhá. Hộp này thì có hộp lớn, hộp bé này. Đấy. Từ hộp bé cho đến hộp lớn. Và hộp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 39.000 thôi. 39.000, đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. 39.000, đấy, cực kỳ rẻ. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, máy cào râu các bác nhá. Đây, máy cào râu này thì giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nhá. Máy cào râu này giá là 125.000. Còn
Hôm nay bên em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình này cái bộ rắc hơi từ bé cho đến lớn. Cái này thì bác nào mà hay đi rắc hơi mà ngoài muốn mà bất tiện quá thì các bác có thể rắc hơi nhà cho em. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Còn đây là bóng đèn xoay. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Giá chỉ có là 50.000 một cái đèn bóng đèn xoay này thôi các bác này. Đây, 50.000 thôi các bác nha. Các bác cắm điện 220V vào cho em, cực kỳ tiện. Rồi, qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bình đựng nước này. Đây, cái này là bình giữ nhiệt đựng nước các bác nha. Quán xá hoặc ở nhà mà đông người quá thì các bác có thể pha trà bỏ vào đây cho em. Đấy, pha trà bỏ vào đây cho em nhé. Bình 8 lít thì giá là 220, mà còn bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 các bác nhé. Bình 10 lít thì 250, còn bình nhỏ thì 220.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, bộ dao này, này dao các bác nha. Đấy, bộ dao của Nhật này. Cái này thì có 3 dao, một cái ruộng, một cái kéo và cái để dắt dao nữa. Giá chỉ có là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000 này, đấy, quá rẻ luôn. Còn bên này là máy hàn các bác nhá, máy hàn 250 MMA 250. Đấy, con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.050.000 thôi các bác nhá. 1.050.000 này, đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Còn đây là máy phun sơn Deadmark hàng công ty chính hãng các bác. Đấy, cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 thôi. 450.000 các bác nhá. Công suất là 800W, giá chỉ có là 450.000. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Còn đây là bếp nướng. Đấy, bếp nướng bằng điện các bác. Đấy, cái này bác nào mà nhu cầu nướng thịt thì các bác có thể mua cái bếp nướng này về, cực kỳ tiện, dễ vệ sinh các bác nha. Giá chỉ có là 200.000 thôi các bác. Đấy, cực kỳ bèo luôn, giá là 200.000 này. Còn đây là đèn pin sinh tồn các bác nha. Cái này thì có bút này, có đèn pin này, có còi này. Đấy, có la bàn này, nói chung là có rất nhiều luôn. Đấy, có dao này. Đấy, có rất nhiều luôn các bác nha, đèn pin này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, bác nào nhu cầu cái bộ đèn pin sinh tồn này thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, 150.000 các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, đây là dây điện. Dây điện này thì nó xoay các bác nhá. Dây điện xoay, cái này thì phía trong này là 10m các bác. Phía trong này là 10m này. Đấy, dây điện xoay giá chỉ có là 75.000 một cái, 75.000. 10m dây các bác nha, 10m dây. Qua tiếp bên này này, khò nhiệt các bác nha. Đây là khò nhiệt DH hàng chính hãng, công suất là 2000W, giá chỉ có là 370.000 các bác nha. Khò nhiệt này kèm theo một cái đầu để các bác muốn khò nhỏ thì các bác có thể nắp nó vào để khò nhỏ này. Còn như bác nào mà nhu cầu về khò của ta lông này, đây khò của ta lông này thì giá chỉ có là 260.000 thôi các bác nha. Khò ta lông này giá là 260.000 này, cực kỳ bèo luôn. Đấy, khò của ta lông các bác nha. Rồi chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, máy rửa xe pin. Cái này thì đi kèm sẽ có một pin 5 cell và một máy và dây. Nói chung là mua về là chỉ có sử dụng thôi. Đấy, máy rửa xe pin này thì em thanh lý với giá là 260.000 các bác. Đấy, 260.000, đấy, giá cực kỳ rẻ. Còn qua bên này bác nào mà hay đi du lịch picnic thì các bác có thể sắm ngay xem cái bếp ga mini này. Bếp ga mini này thì giá chỉ có là 85.000 thôi các bác nha. Bếp ga mini này giá là 85.000 này, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác có thể gấp gọn lại và đi du lịch cho em nhé. Giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn tiếp bên này cho em này. Đây là cái bộ tip này. Tip 8 đến 24, tip dài các bác nha. Tip đen, tip dài này, gấp gọn lại này. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. 130.000 các bác nha. Đấy, còn đây là bộ sửa vít sửa điện thoại các bác nha. Bộ vít sửa điện thoại giá chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, vít sửa điện thoại này giá là 25.000. Đầu xịt tăng áp. Đây, cái này thì các bác đấu vào trong cái vòi nước của mình. Đấy, để tăng cái áp nước, giá chỉ có là 75.000 một bộ. Đấy, còn đây là mài dao ba khe. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mài dao ba khe là 25.000 các bác nha. Đấy, còn đây là dao rọc giấy. Dao rọc giấy này thì em thanh lý có 10.000 thôi. Còn đây là xạ thơm quần áo này. Xạ thơm quần áo các bác nha, giá chỉ có là 20.000 một lọ các bác nha. Xạ thơm quần áo là 20.000 này. Găng tay làm vườn. Cái này thì sẽ có một cái găng,
một bên là không có cái móng này và một bên là sẽ có cái móng này các bác nha. Và một bộ găng tay làm vườn này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, bộ găng tay làm vườn là giá là 20.000, một bên là có móng và một bên không móng, để mình một bên là tay cầm và một bên là mình để mình cào các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi, còn bác nào nhu cầu về cắt ống nước ạ? À, đây, kéo cắt ống nước đây cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, làm xích tròn này, đây. Làm xích tròn này thì bên em đang thanh lý về giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nha. Làm xích tròn 55.000 này. Đấy, hộp quạt Zippo đây các bác nha. Hộp quạt Zippo này thì bên em thanh lý về giá là 30.000 các bác nha. Các bác về bơm xăng vào này. Đấy, các bác về bơm xăng vào các bác xài là ok các bác nha. Giá chỉ có là 30.000 thôi. Rồi qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về cắt gạch ạ? Đây là cắt gạch DH hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 560.000 thôi. Con này thì công suất của nó là 1650W. Còn đây là bào gỗ này. Bào gỗ của Mai Tanh hàng này, hàng chính hãng, giá chỉ có là 780.000 thôi các bác nhá. 780.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Có bác nào có nhu cầu về bộ khóa Zeti ạ? Đây, bộ khóa Zeti này là từ 8 cho đến 24. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. Đấy, bộ khóa Zeti, máy xay khô này. Đấy, máy xay khô thì các bác anh chị mình về có thể xay tỏi, xay ớt, nói chung là xay muối. Nói chung cái gì có đồ khô là các bác anh chị mình có thể bỏ vào đây xay. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. Đấy, 130.000. Còn đây là máy vừa xay vừa nấu ngũ cốc các bác nha. Đấy, vừa xay vừa nấu ngũ cốc luôn. Giá chỉ có là 380.000 thôi các bác nha. 380.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây, đây là tông đơ cắt tóc các bác nha. Tông đơ cắt tóc loại này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Tông đơ cắt tóc này giá chỉ có là 150.000. Còn đây là ấm đựng nước này, cái bình đựng nước này, mỏ vịt nhá. Các bác ghi cho em là bình đựng nước mỏ vịt giá chỉ có là 90.000 thôi. Bình đựng nước mỏ vịt này giá là 90.000. Còn đây là kìm bấm chết này của Nhật Bản này. Hàng này hàng siêu ngon rồi. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. Đấy, còn đây là đèn pin đổi đầu hàng của Nhật Bản các bác nha. Đèn này là 3 bóng này. Cái này thì pin này là pin sạc các bác nha. Giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nha. 125.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đèn ốp cổng này. Đấy, đèn ốp cổng các bác nha. Người đi qua thì nó sẽ sáng các bác nha. Đấy, cái này thì bằng sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, cái này thì trang trí cổng, trang trí nhà cửa. Đấy, giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu mà đèn giả cam này, hay đèn giả cam này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000. Có rơ móc điều khiển và đặc biệt là nó không có dùng điện mà nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời các bác nhá. Giá là 100.000 các bác nhá. Đấy. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Cái bồ ấm trà đảo này. Đây, ấm trà đảo các bác nhá. Cái này là đựng trà này, kèm theo 6 cây ly này. Đấy. Và khay này. Đấy. Và cái ấm này giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Ấm Komi các bác nhá. Ấm Komi này, ấm siêu tốc Komi, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ấm siêu tốc Komi là 140.000 này. Còn đây là đèn quạt để đi picnic, đi chơi các bác này. Đấy, cực kỳ mát luôn. Các bác kéo lên là các bác làm đèn cho em các bác nhá. Kéo lên là làm đèn này. Đấy, cái này thì mình có thể sạc được cả điện thoại luôn các bác nhá. Đấy, cái này sử dụng bằng năng lượng mặt trời hoặc là các bác có thể sạc trực tiếp điện 220V vào cho em để tích từ điện này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nha. 100.000 một cái này. Tiếp tục chuyển qua này, đây là bộ lục giác này. Đấy, bác nào nhu cầu về lục giác Capuchi của Nhật thì giá chỉ có là 120. Còn nếu như các bác nào mà lấy lục giác Zeti ấy thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, lục giác Zeti thì giá là 50.000 thôi các bác này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, 50.000 thôi. Rồi qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, các bác nào nhu cầu về máy hút bụi thổi bụi của Kutan, hàng này của công ty trên đồng 100% luôn. Đấy, hút thổi bụi Kutan các bác nha. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 200.000 thôi. 200.000 thôi cô bác anh chị mình, quá rẻ luôn các bác nha.
Đấy, bút thổi bùi cutan này giá là 200.000 này. Rồi chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này cho bác anh chị mình. Máy massage đây. Massage, đây là gối massage các bác nha, có sung sung đèn luôn đấy. Cái này thì nó sẽ có nhiệt độ luôn các bác này. Đấy, cái này thì giá là 280.000 các bác nha. 280.000 này, khá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây. Bác nào mà hay tưới cây, tưới lan, tưới cảnh thì các bác làm cho em cái bình 2 lít này cho em nhé. Cái bình này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 thôi các bác anh chị mình. Còn đây là bộ thìa này. Này, bộ thìa inox 246 cái các bác nhá. Giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Đấy. Còn đây là ống nhòm này. Đây, ống nhòm một ống các bác nhá. Ống nhòm một ống giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình. Ống nhòm một ống là 120.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Máy xay thịt, xay tôm, xay cua, xay cá này. Đấy, con cái này thì nó có hai chế độ máy nhẹ 1, 2 đây các bác nha. Muốn xay chậm thì 1, mà nhanh thì 2 các bác nha. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác này. 150.000 này. Đấy, chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi cơm điện 1 lít. Đấy, nồi cơm điện 1 lít này thì giá chỉ có là 380.000 thôi. Đấy, còn đây là ấm siêu tốc này. Đây, ấm siêu tốc này. Này, các bác cúc cu các bác nha. Cái này giá chỉ có là 130.000. Còn bác nào mà lấy ấm siêu tốc cúc cu thủy tinh thì giá là 150.000 các bác nha. Còn nếu như các bác mà lấy cái ấm để nấu bình thường ấy, không phải là siêu tốc ấy, thì đây là các bác ghi là ấm inox thì giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. 45.000 các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn các bác này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em vào số hotline em có ghi ở phía trên màn hình các bác nha. Còn bác nào mà lấy cái ấm giữ nhiệt này, đây ấm giữ nhiệt này thì giá là 150.000 các bác nha. Ấm giữ nhiệt thì giá là 150.000. Rồi chuyển tiếp qua cho các bác bên này này. Đây, đây là cân tiểu ly các bác nha. Cân tiểu ly này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000. Cái này thì 10 ký, còn bác nào mà lấy các bác nào mà lấy 5 ký thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. 5 ký là 50.000. Chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi lẩu các bác nha. Nồi lẩu vừa hấp 2 trong 1 này. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi. Còn bác nào mà lấy dành cho một người ăn này. Đây, một người ăn đây các bác nha. Đấy. Vừa lẩu vừa hấp một người ăn thì giá là 95.000. Chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Bộ màu các bác nha. Đây, bộ màu đây. Bộ màu này thì 150 chi tiết các bác có thể mua về tặng con cái mình hoặc cháu chắt mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy. Bộ màu này 150 chi tiết giá là 80.000 này. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình bếp từ Tarawa giá chỉ có là 280.000 các bác nha. Bếp từ Tarawa này 280.000 này. Còn đây là máy cắt cỏ này. Đây, máy cắt cỏ chạy pin các bác nha. Chạy đi kèm là có các lưỡi này và một pin 10 cell các bác nha. Kèm theo một pin 10 cell và máy này giá chỉ có là 560.000 thôi các bác nha. 560.000 này. Rồi bên này em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình cái lô viết này. Đây, viết mực các bác nhá. 2.000 một cái thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Đấy, 2.000 một cái này. Đấy, đây là chổi quét trần nhà này. Chổi quét trần nhà thì cái này thì em thanh lý với giá là 70.000. Còn đây là gấp rác này. Đây, gấp rác thông minh các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, gấp rác thông minh thì giá là 20.000 một cái này. Rồi tiếp tục qua bên này em giới thiệu tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, rất nhiều sản phẩm để các bác anh chị mình có thể lựa chọn nhá. Đấy, bác nào mà đang còn có nhu cầu về máy khoan gia đình thì các bác sắm ngay cho em cái bộ khoan này. Bộ khoan này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 một bộ thôi. Đi kèm là sẽ có mũi khoan đầu vít này, thước mét này, đấy, mỏ lết này, búa này, kìm này, đấy, rất nhiều luôn. Máy khoan này là máy khoan 13 ly, giá chỉ có là 450.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 450.000 thôi, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Đấy, còn đây là tuýp bôi ngứa này. Đây, tuýp bôi ngứa các bác nhá. Bôi ngứa này, bác nào mà bị ngứa ngoài da thì các bác có thể mua cái lọ này cho em, giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá, 30.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị. Đấy. Keo dán chống rột tần này. Đấy. Bác nào bị
tôn bị thủng hoặc là như thế nào bị dột ấy, thì các bác có thể mua cái miếng dán này cho em nhá. Và một cái cuộn 5 phân này thì giá chỉ có là 20.000, còn nếu như bác nào mà lấy cuộn 10 sen. Đấy, 10 sen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, 5 sen thì 20 mà 10 sen thì giá là 50.000. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, bộ tip này. CRV các bác nhá. 8 từ đến 24 có cần từ đồng có nối ngắn. Giá chỉ có là 150.000 một cuộn như thế này, một bộ tip như thế này thôi, 150.000. Còn đây là kẹp. Đấy, đây là thước kẹp các bác nhá. Thước kẹp này, đấy, thước kẹp này thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn bác nào nhu cầu về bao gọt rau củ quả thì bên em đang thanh lý về giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, còn qua bên này cho cô bác anh chị mình, đấy, cưa các bác nhá. Đấy, cưa này thì bên em sẽ, khi các bác mà mua một cưa lớn Kabushi thì bên em sẽ tặng kèm thêm một cái cưa nhỏ. Cưa nhỏ 270mm cũng đấy, của Nhật luôn các bác nhá, hàng này hàng Nhật hết. Đấy, cưa của Nhật này. Đấy, cưa Kabushi này giá chỉ có là 120.000, các bác phải có một cái cưa lớn và một cưa bé. Còn bác nào mà nhu cầu về cưa gập này, cưa gập của Nhật Toyama này thì giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nha. Cưa gập Toyama là 75.000 này, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Còn đây là bảy chuột các bác nha. Bảy chuột này thì bên em đang thanh lý với giá là 15.000 một cái thôi. Gạt tàn thuốc đây cô bác anh chị mình. Gạt tàn thuốc thì giá là 30.000 một cái các bác nha. Đấy, gạt tàn thuốc là 30.000 một cái. Chuyển tiếp qua bên này thì cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy cạo râu các bác nha. Đây, máy cạo râu này. Đấy, cái này thì cắm sạc ở đây luôn các bác nha. Các bác đẩy cái này ra là các bác cắm sạc được rồi. Các bác muốn tỉa râu dài thì các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nha. 100.000 một cái này. Rồi, còn đây là miếng lọ dán nứt tường, tường bị nứt thì giá chỉ có 25.000 một típ như thế này thôi. 25.000 một típ này. Đấy, quá rẻ luôn, cực kỳ bèo luôn các bác nha. Đấy, cạo râu này. Đây, máy cạo râu nhỏ nhỏ xinh xinh các bác có thể bỏ túi nhá. Ai dong các bác nha, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Đấy, máy cạo râu thì giá chỉ có là 80.000 này. Cắt tỉa lông mũi này, bên em thanh lý về giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Mỏ lết này, đây em có về một cái lô mỏ lết này. Mỏ lết này thì em thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ lết thì em thanh lý với giá là 95.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bồ cào râu bằng tay các bác nha. Cái này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Trong này ta có tận 36 lưỡi các bác nha. 36 lưỡi này, giá chỉ có là 50.000 thôi. Qua bên này tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Khăn tắm Hàn Quốc các bác nha. Khăn tắm Hàn Quốc bên em thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một cái khăn tắm Hàn Quốc thôi. Cực kỳ rộng luôn. Rồi tiếp theo anh Nhiên qua tiếp cho các bác này. Đây là lan sức 4 inch. Lan sức 4 inch sẽ có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Pin là pin 5 cell các bác nha. Pin 5 cell giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nha. Đấy, 350.000 thôi này. Quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục bên này cho các bác anh chị mình kéo cắt gà này. Đây, kéo cắt gà các bác nha. Kéo này thì bên em thanh lý với giá là 120.000. Còn đây là mũi khoét này. Đây, mũi khoét các bác nha. Mũi khoét này thì giá chỉ có là 150.000 một bộ thôi. 2, 4, 6, 7, 8, 9 9 cái mũi. Đấy, mũi khoét các bác nha. Còn đây là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì bên em có 2 loại. Đấy, một loại là 50.000 và một loại thì là 120.000 các bác nha. Đấy, một loại là 120, còn loại này là 50.000 này. Đấy, bác nào chốt loại nào thì các bác cứ nói em này. Đấy, rồi tiếp tục qua bên này em giới thiệu đến cho các bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về khoan pin 10 ly Kento. Đấy, 10 ly các bác nhá. Khoan pin 10 ly xám, các bác ghi cho em là khoan pin 10 ly xám bác giá chỉ có là 395.000 thôi. Đi kèm là sẽ có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy kèm theo phụ kiện, giá chỉ có là 395.000. Còn đây là đầu chuyển cơ lỏng, đầu chuyển cơ lỏng từ khoan sang đầu chuyển cơ lỏng nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nha. Bình xịt nhớt là 35.000 này. Bài vàng này, đây. Bài vàng các bác nha. Bác nào mà hay mê đánh bài thì các bác có thể
vừa bộ bài vàng này về xài các bác nha. Này, giá chỉ có 35.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ. Còn đây là thân máy mài này. Thân máy mài này thì em thanh lý với giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, thân máy mài là 350.000 này. Còn qua tiếp bên này này. Vít mài hơi các bác. À, mài này là mài lụa các bác nha. Bộ mài lụa này hàng công ty chính hãng, có rất nhiều đầu này. Đấy, rất nhiều đầu luôn. Đấy, và cái bộ mài lụa này thì bên em thanh lý với giá là 450.000 các bác nha. 450.000 với cái bộ mài lụa này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nha. Bộ mài lụa này giá là 450.000 này. Còn đây là đĩa này. Đây, đĩa các bác đựng hoa quả các bác này. Nếu như các bác mà đi thờ cúng thì các bác có thể đựng cái đĩa hoa quả này lên cho em này. Đấy, đĩa đựng hoa quả giá chỉ có là 75.000 thôi. Còn đây là ke hàn. Ke hàn này thì bên em thanh lý với giá là 40.000 một cái này. Còn đây là keo này. Keo này các bác nha. Keo dán đa năng 25.000 một típ này. Còn bác nào nhu cầu về miếng dán ruồi này, đây, miếng dán ruồi các bác nha. Trong này là sẽ có 10 tấm. Đấy, và một bịch như thế này bên em thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nha. Đấy, còn bác nào có nhu cầu về cưa của BCM, đấy, hàng này cũng là hàng của Nhật, 350ml, giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nha. 65.000 một cái này, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đấy, thùng các bác nha. Thùng thì bên em sẽ có từ thùng nhỏ cho đến thùng lớn. Thùng nhỏ cho đến thùng lớn các bác nha. Thùng nhỏ loại này này thì giá chỉ có là 60.000 thôi. Cái này thì các bác đựng đồ nghề này. Đấy, cực kỳ tiện luôn các bác nha. Đựng đồ nghề cực kỳ tiện luôn, giá là 60.000. Đấy, còn nếu như các bác chuyển sang thùng đỏ này. Đấy, thùng đỏ thì nó có tận 3 size này. Đây, 1, 2, 3 này. Đấy, size nhỏ nhất thì giá chỉ có là 150.000 thôi. Còn size lớn này nó tầm 40 các bác nhá. Đấy, tầm 40 này. Đấy, giá là 190. Còn cái size bự nhất này, đây, bự nhất là tầm 5 mấy ấy, thì giá của nó là 250.000. Đấy, bác nào chốt thùng nào thì các bác cứ liên hệ cho em này. Rồi chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây là bộ mùi khoét này. Đây, bộ mùi khoét các bác nha. Mùi khoét 12 ly. Đấy, mùi khoét 12 ly giá là 280.000. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về máy đánh trứng này. Máy đánh trứng Sonaki các bác nha. Máy đánh trứng Sonaki, cái này thì giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. Máy đánh trứng này thì giá là 230.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đây, có bác nào có nhu cầu về đèn đổi đầu một bóng ạ? Đèn đổi đầu một bóng này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, đèn đổi đầu một bóng là giá là 50.000. Còn đây là xịt RP7, lò này, cái này thì các bác xịt chống reset. Loại này thì loại nhỏ thì bên em bán 30.000, còn bác nào mà lấy loại lớn này thì giá là 50.000 các bác nhá. Lọ lớn là giá là 50.000 này. Còn đây là xịt chống thấm này. Xịt chống thấm này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Đấy, xịt chống thấm là 30.000 một lọ này. Quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Chốt sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua bên này tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là cái bộ rủa. Đấy, mài rủa các bác nhá. 2, 4, 5 cái giá chỉ có là 95.000 thôi. Bộ rùa này giá là 95.000 này. Khó ga này. Đấy, khó ga của Nhật này. Khó ga Nhật này thì bên em thanh lý với giá là 65.000 cô bác anh chị mình. Còn bác nào mà lấy khó ga đỏ này. Khó ga đỏ này thì giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Khó ga đỏ là 40 và khó ga Nhật này thì giá của nó là 90. Nào, giá là 65.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, còn chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mũi khoan tháp này. Mũi khoan tháp này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nha. Đấy, mũi khoan tháp là 90.000. Còn đây là đá mài hai mặt. Đấy, đá mài các bác nha, đá mài này thì hai mặt giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình, em có về một cái lô máy mài này khoan các bác nhá. Lô máy mài này ATC thì giá là 240 này, 240.000 một máy này. Còn bác nào mà lấy khoan thì giá chỉ có là 260.000 một máy thôi các bác nhá. 260.000 một máy này cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, còn đây là hút xăng dầu, hút rượu này, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. 35.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Dây dù các bác nha. Dây dù này thì giá là 10.000 một sợi này.
dây dù là 10.000 một sợi này, nồi cơm điện này, hai nồi cơm điện 1.8L bên em đang thanh lý với giá là 520.000 các bác nhá. Đấy, nồi cơm điện 1.8L thì giá là 520.000 này. Rồi qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình máy mài mai tanh các bác nhá. Cái này thì bên em sẽ tặng kèm thêm 10 cái lưỡi cắt nữa, công suất là 850W. Cái này thì có điều tốc trên lưng như thế này, tặng kèm 10 đá cắt và một bút thủ điện, giá chỉ có là 350.000 thôi. 350.000 thôi các bác nhá. Đấy. Rồi có bác nào nhu cầu về kính hàn điện tử ạ, giá chỉ có 120.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Kính hàn điện tử thì giá là 120.000. Rồi tiếp tục chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào nhu cầu về chảo ạ? Đây, chảo các bác nhá, chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình nhá.